Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Kiều Kiều Sư Nương của tác giả Thanh Trà Đạm Phạn. Tập 2. Chương 11. Ranh giới sanh tử. Hai người, một trước, một sau, tiến về phía sau núi. Chẳng bao lâu họ đến một sườn dốc thoai thoải rất dài, kết thúc là một vách đá thẳng đứng. Một đầu của sườn dốc là khoảng không, còn đầu kia, một bên là con đường dẫn đến đây, bên còn lại là một vách đá cao ngất. Phía trên vách đá có một cái động, nhìn vào chỉ thấy mờ mờ, không biết rốt cuộc sâu đến đâu. Hai người đi lên theo sườn dốc, càng ngày càng lên cao. Lúc đi ngang qua sơn động, Lăng Phong hỏi, sư tỷ à, cái động này là động gì vậy? Trong đó có gì không? Đàm Uyển Phượng nhìn về phía sơn động nói, cái sơn động này dùng để trừng phạt những đệ tử phạm quy. Nếu ngươi không trung thành, vi phạm môn quy, sư nương sẽ đem ngươi tống vào trong đó mà diện bích sám hối. Lăng Phong bật cười nói, Lăng Phong đệ là người rất có quy củ. Đệ chẳng cần phải vào trong cái động đó. Tuy nhiên, thật là kỳ quái, sơn động quan trọng như vậy. Chẳng lẽ tất cả đệ tử thụ phạt ở đây đều có điểm bất đồng? Cơ bản có thể nói như vậy. Đàm Uyển Phượng nói tiếp, tuy nhiên, ngươi không nên xem thường sơn động này. Những đệ tử Hoa Sơn từng bị phạt ở đây, đa số sau này đều trở thành danh gia cao thủ. Lăng Phong hỏi, vậy 6 người đệ tử bọn tỷ đã có ai từng bị phạt trong cái động này chưa? Đàm Uyển Phượng trả lời, toàn bộ đã tới. Sư tỷ cũng đã tới. Lăng Phong tò mò hỏi. Đàm Uyển Phượng lên tiếng, ừm. Rồi không nói gì nữa. Lăng Phong càng thêm hiếu kỳ, tại sao? Đàm Uyển Phượng thản nhiên nói, kỳ thật, tới nơi này chưa chắc phải do làm chuyện xấu, đôi khi làm chuyện tốt cũng bị trừng phạt. Làm chuyện tốt cũng bị trừng phạt. Điều này sao có thể? Lăng Phong không tin tưởng nói. Đàm Uyển Phượng nói, nhớ có lần ngũ sư muội xuống núi bị người xuất ngôn đùa giỡn, nàng giận dữ đem thủ cấp đối phương chém đứt. Lúc trở về, bị sư phụ trách cứ sát khí quá nặng, bởi vậy bị phạt ở tư quá diện bích, ngũ sư muội vì vậy bị giam. Nguyên lai là như vậy. Lăng Phong gật đầu nói. Còn các sư huynh tại sao bị phạt ở tư quá nhai diện bích? Đàm Uyển Phượng nói, đại sư huynh cũng tương tự ta, nhị sư huynh thì do uống rượu. Lăng Phong nghĩ thầm, không nghĩ tới Lục Thừa Thiên cũng là dạng lạnh lùng không nói lý, khó trách bị xem thành một đôi. Thứ khác không nói, nếu chỉ lấy tính cách phân tích, Lục Thừa Thiên cùng Đàm Uyển Phượng thật sự là một đôi trời sinh. Đàm Uyển Phượng hít sâu một hơi, nhìn đám mây xa xa, dẫn Lưu Phong đến mỏm đá trên vách đá tư quá nhai. Lăng Phong nhìn xuống phía nhắc, sư tỷ, tỷ đến đây làm gì? Chỗ này rất nguy hiểm. Hắn thấy Đàm Uyển Phượng đứng trên một tảng đá nhưng tảng đá này lại chìa ra ngoài. Hắn chỉ sợ nàng rơi xuống dưới. Gió núi thổi mạnh khiến mái tóc Đàm Uyển Phượng tung bay lất phất, tạo nên một hình ảnh vô cùng phóng túng. Đàm Uyển Phượng thở ra một hơi nói, ngồi ở đây cảm thấy vô cùng thư giãn, mọi phiền, não đều như biến mất. Lăng Phong đứng phía sau tảng đá nhìn về phía những đồi núi đang ngày càng tối dần đi hỏi, sư tỷ, tỷ còn có phiền muộn gì nữa vậy? Đàm Uyển Phượng ngồi xổm trên tảng đá nói, ngươi nói thật là vớ vẩn. Là người ai mà chẳng có phiền muộn của mình chứ? Chẳng phải đời người chỉ là phiền muộn thôi sao? Nói xong lại thở ra một cái. Lần này trông có vẻ hết sức nặng nề. Lăng Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, cứ cho là có rất nhiều nỗi buồn phiền đi, nhưng không phải chúng ta vẫn phải sống sao? Sống ở trên đời chẳng dễ dàng gì, ngàn vạn lần không nên tự làm khó mình. Đàm Uyển Phượng quay đầu lại nói, câu đó ngươi nghe ai nói vậy? Lăng Phong tiếp nhận ánh mắt sáng ngời của nàng nói, chính đệ nói đó, có gì không được, nhân sinh ngắn ngủi trăm năm, quan trọng nhất là phải sống thoải mái. Bằng không tại sao có câu chết tử tế không bằng sống khoái hoạt? Đàm Uyển Phượng gật đầu nói, câu đó nghe giống như cứ hưởng thụ trước đã. Một kẻ không có đầu óc mới nói vậy. Cũng phải, ngươi chính là một kẻ như thế. Nói xong, quay đầu nhìn mây núi, không để ý đến Lăng Phong nữa. Lăng Phong thấy Đàm Uyển Phượng ngồi ngay đầu mỏm đá, vô cùng hoảng sợ. Tự mình cũng muốn ngồi bên nàng ngắm phong cảnh nhưng sợ nguy hiểm, chỉ cần một chút không cẩn thận, lập tức rơi xuống vách núi. Đàm Uyển Phượng cứ ngồi như thế một lúc lâu không nói tiếng nào, còn Lăng Phong chỉ mãi lắng nghe tiếng gió hú,
tiếng thông reo xào xạc. Nơi đây thật là cao. Đứng ở đây cảm thấy trời đất thật bao la, còn con người mới nhỏ nhoi làm sao, không khỏi tự cảm khái về mối quan hệ con người với thiên nhiên. Trời đất to lớn, vũ trụ mênh mông, nhân loại nhỏ bé. Cho dù ngươi đại tài, nhưng so với trời đất vũ trụ, cũng bất quá chỉ là một con kiến, một hạt cát trong mà thôi. Lúc này Đàm Uyển Phượng đột nhiên nói, Lăng sư đệ, ngươi lên đây. Vẻ mặt không đổi, thân sắc bình tĩnh, không lạnh cũng không nóng. Lăng Phong giật mình, cứ như là chúng phải ma pháp, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cứ thế bước lên tảng đá. Nhưng lòng can đảm của hắn không được lớn lắm nên không dám nhảy một cái lên trên như Đàm Uyển Phượng. Hắn sợ lỡ nhảy quá đà, rơi xuống dưới vực thì đúng là chết không đáng. Đàm Uyển Phượng thấy Lăng Phong cẩn thận bò lên, hừng một tiếng, cười khinh bỉ nói, ngươi can đảm như thế mà cũng đòi làm đệ tử của phái Hoa Sơn à. Nếu sư nương nhìn thấy ngươi như thế này, nhất định người sẽ rất hối hận vì đã thu nhận ngươi đó. Mặt Lăng Phong nóng bừng lên, liền đứng thẳng người dậy, mạnh dạn nhảy vọt về phía trước một cái, đáp xuống ngay bên cạnh Đàm Uyển Phượng. Đàm Uyển Phượng khen, vậy mới có chút bản lĩnh nam nhân chứ. Lăng Phong ngửi được mùi hương mê người dịu dịu trên người nàng, miệng đáp, không ngờ cũng có lúc sư tỷ khen đệ nhỉ. Ánh mắt quét xuống dưới, dương mắt nhìn liền thấy trong lòng hoảng kinh. Thì ra ngay cạnh chân hai người là rìa vách đá, bên dưới cứ sâu thăm thẳm, nhìn không, tới đáy, chỉ thấy vách đá kéo dài không hết. Đàm Uyển Phượng nghiêm mặt hỏi, Lăng sư đệ, ngươi có sợ chết không? Lăng Phong thật thà đáp, là người ai mà không sợ chết chứ? Chết sướng không bằng sống khổ, cha đệ vẫn thường nói như vậy. Ta xem ngươi có đúng hay không thật sự sợ chết. Đàm Uyển Phượng đáp lại một tiếng, thân thủ động mạnh, nắm chặt cổ Lăng Phong, nhấc bổng hắn lên, khẽ xoay tay xách Lăng Phong đưa ra lơ lửng giữa không trung bên trên vách đá. Không hề phòng bị gì cả, Lăng Phong chỉ kịp kêu một tiếng mẹ ơi. Tay chân vung vẩy loạn xạ, giọng gào khản đặc, sư tỷ, tỷ đừng đùa như vậy nha. Đùa kiểu này không hay đâu, chỉ cần Đàm Uyển Phượng thả tay ra thì đời. Lăng Phong xem như xong, đại khái là tan xương nát thịt. Đàm Uyển Phượng cười lạnh nói, Lăng Phong, thì ra ngươi sợ chết đến vậy. Ta lại cứ ngỡ ngươi thực là anh hùng hảo hán, gan dạ trùm đời nữa chứ. Lăng Phong nói, sư tỷ à, đệ chỉ là một nam nhân bình thường, chẳng phải là anh hùng hảo hán gì cả. Đàm Uyển Phượng lại nói, bây giờ ta muốn giết ngươi thật đơn giản như giết một con kiến vậy. Lăng Phong vừa nghe xong, nghĩ không ra vẻ mặt thiên tiên của sư tỷ không giống nói đùa, vội vã nói, sư tỷ tốt của đệ, cứ cho là tỷ muốn giết đệ nhưng tỷ đâu tìm ra được lý do gì đâu. Tỷ nói xem vì sao tỷ phải giết đệ, đệ đâu có làm gì có lỗi với tỷ. Đàm Uyển Phượng cười ha hả nói, Lăng Phong, ngươi đã nghe nói sư tỷ hỉ nộ vô thường chưa? Có đôi khi giết người không cần lý do. Lăng Phong cười khổ nói, sư tỷ, đệ nghe lời tỷ nói giống với giọng sát thủ vậy. Đàm Uyển Phượng mỉm cười nói, sai, ta không giống sát thủ. Sát thủ giết người có lý do, bọn họ là vì tiền, ta không phải. Lăng Phong kêu thất thanh, nói, nếu là vì tiền, thiên hạ sát thủ hẳn là giết lão ba ta, bởi vì hắn có tiền. Đàm Uyển Phượng nở nụ cười đầy vui vẻ. Lăng Phong nhìn Đàm Uyển Phượng, cả người mê say, nói, sư tỷ, tỷ thật sự nên cười nhiều một chút, tỷ cười lên bộ dáng thật sự rất đẹp. Bất cứ nam nhân bình thường nào cũng không thể nhịn được phải nhìn tỷ. Bởi vì tỷ là dạng mỹ nữ mà cả thiên hạ trăm năm mới có một người. Lăng Phong càng nói càng lưu loát, càng nói càng can đảm hơn. Bị Lăng Phong nói như vậy, mặt Đàm Uyển Phượng hồng lên, ngươi còn ra dáng tiểu nhân như vậy, ta thật muốn đem ngươi ném xuống núi. Vừa nói Đàm Uyển Phượng vừa khẽ rung tay, Lăng Phong trong lòng hét lớn, ngàn vạn lần không muốn rơi xuống. Đúng lúc hắn gần như mất hết mọi cảm giác, đầu óc thất thần, tay Đàm Uyển Phượng khẽ động, ném hắn trở lại chỗ ngồi an toàn. Khi Lăng Phong mở mắt, đã không thất Đàm Uyển Phượng ngồi trên tảng đa, mà theo đường tới rời đi. Lăng Phong đuổi đến nơi, đã không thấy bóng Đàm Uyển Phượng, nhưng hắn vẫn còn mơ hồ. Hắn không hiểu nổi vì sao Đàm Uyển Phượng lại dẫn mình đến đây. Chẳng lẽ chỉ muốn nói chuyện phiếm? Nàng hỉ nộ vô, thường, thật sự làm Lăng Phong khó nghĩ. Ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi lâu, Lăng Phong lúc này mới quay trở lại. Lăng Phong dọc đường đi miên man suy nghĩ lại chuyện vừa rồi. Nghĩ lại, thấy mình được hỏi thì đáp, không hề có biểu hiện kiêu ngạo. Nghĩ đến lúc ngồi tại tảng đá vách núi, nếu Đàm Uyển Phượng lúc ấy không hài lòng, mình rất có thể mất mạng.
Sắc đẹp là trọng yếu, nhưng tính mạng lại càng trọng yếu hơn. Không có tính mạng, bao nhiêu mỹ nữ cũng vứt, đừng nói hạnh phúc sống trăm năm. Chương 12. Hồng nhan họa thủy. Sáng sớm ngày thứ hai, Tạ Lâm Lan đã đẩy cửa bước vào. Lăng Phong vừa thấy nàng, mặt lộ vẻ tươi cười, nói: Tạ sư tỷ đến sớm vậy, tỷ đến là để thăm ta sao? Tạ Lâm Lan thấy Lăng Phong còn đang rửa mặt, nhẹ giọng trách: Ngươi tại sao lại lề mề như thế? Nhanh lên rồi tới luận võ trường, hôm nay tuyển đệ tử hạ sơn đó. Lăng Phong sửng sốt, hỏi: Gì mà tuyển đệ tử hạ sơn? Thế là ý gì? Tạ Lâm Lan đáp: Gần đây giang hồ xuất hiện một tên thái hoa đạo tặc Cửu Vĩ Hồ, sư phụ sai đại sư huynh, nhị sư huynh cùng với tam sư tỷ và ta lại chọn thêm 20 đệ tử cùng hạ sơn, toàn lực đuổi bắt hắn. Lăng Phong nói: Bắt một tên thái hoa đạo tặc cũng cần phải nhiều người như thế ư? Tạ Lâm Lan nói: Tên thái hoa đạo tặc này vừa rồi tới khu vực Hoa Sơn ta gây án, lại còn khẩu xuất cuồng ngôn, nói lời bất kính với sư tỷ cùng sư nương, cho nên sư phụ phái chúng ta xuống núi quyết bắt hắn cho bằng được. Lăng Phong lại hỏi: Thì ra là vậy, tên này thật sự đáng chết. Sư tỷ, tên thái hoa đạo tặc đó có đề cập đến tên tỷ không? Tạ Lâm Lan vừa nghe, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, vội nói lảng sang chuyện khác: Sư đệ, ngươi thật đáng chết, mau mau cùng ta ra quảng trường. Lăng Phong nói: Đệ tử hạ sơn là do ai chọn lựa? Tạ Lâm Lan nói: Là đại sư huynh chọn, những đệ tử có năng lực mới có thể hạ sơn. Đây là một cơ hội rèn luyện rất tốt, hơn nữa ta cũng muốn ngươi xuống núi hành tẩu giang hồ. Số người báo danh đã hơn 300 rồi, ngươi còn không nhanh, chậm trễ lại không được chọn bây giờ. Lăng Phong hỏi: Sư tỷ, là tỷ muốn ta đi cùng tỷ sao? Sư nương cũng hy vọng ngươi có thể nắm lấy cơ hội này mà rèn luyện thêm. Tạ Lâm Lan bị Lăng Phong hỏi như vậy, trong lòng lại cảm thấy ngượng ngùng, chỉ có thể đem sư nương ra mà làm lá chắn. Sư nương cũng muốn ta xuống núi. Lăng Phong vừa nghe, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên. Tạ Lâm Lan gật đầu, nói: Sư nương có tìm ta, hỏi rằng có muốn xuống núi rèn luyện không? Ta nói muốn, sau đó người lại sai ta tới gọi ngươi, bảo ngươi cũng đi theo trau dồi kinh nghiệm. Lăng Phong cảm thấy khó hiểu, hỏi: Nếu sư nương cũng đồng ý rồi, tỷ còn lo lắng cái gì? Tạ Lâm Lan đáp: Nhưng hành động lần này là do đại sư huynh toàn quyền phụ trách, bởi thế tuyển người đều là do y chọn, sư nương nói, cũng không xen vào. Lăng Phong gật đầu, cao hứng nói: Hạ sơn cho khuây khỏa thì thật tốt, so ra vẫn hơn là ở trên núi. Ở trên này bấy lâu, cảm giác cũng thấy có phần ngột ngạt. Nói rồi cấp tốc cùng Tạ Lâm Lan tới luận võ trường. Tới nơi, chỉ thấy đệ tử Hoa Sơn đã xếp hàng chỉnh tề xung quanh chiếc sân rộng, sư nương ngồi ở trên đại sảnh, các đệ tử đích truyền đều đứng cả ở hai bên nàng. Đại sư huynh Lục Thừa Thiên đang đứng ở giữa sân, trước mặt hắn là 300 đệ tử tham gia tuyển chọn hạ sơn lần này. Quang cảnh như vậy, chỉ là không thấy sư phụ Lục Thanh Phong đâu, sư nương vẫn là người chủ trì như trước. Lúc Lăng Phong tới, Lục Thừa Thiên đã chọn được 8 đệ tử, chỉ còn 2 người nữa là đủ số. Lăng Phong cũng không e ngại gì, xông lên nói: Đại sư huynh, đệ xin gia nhập hạ sơn. Lục Thừa Thiên liếc mắt nhìn Lăng Phong, nói: Sư đệ, ngươi tới muộn, theo lý thì không còn tư cách tham gia thi tuyển. Sư nương thấy vậy, cất tiếng nói: Thừa Thiên, ta thấy Phong Nhi không sai, hắn lên núi cũng có một khoảng thời gian rồi. Lục Thừa Thiên cắt ngang, nói: Sư nương, con chính là sợ Lăng sư đệ kinh nghiệm không đủ. Hơn nữa lên núi thời gian lâu như vậy mà vẫn đang luyện tập võ công cơ bản, vạn nhất phải đối địch, lại trở thành vướng víu, khiến người khác phải chiếu cố đến. Đại sư huynh, huynh nói những lời này thật quá coi thường đệ rồi. Lăng Phong nghe Lục Thừa Thiên nói vậy, lập tức đáp trả: Đệ làm sao lại trở thành cản trở mọi người? Lục Thừa Thiên nói: Lăng sư đệ, lần này chúng ta xuống núi là để đối phó địch nhân, chuyện này không thể đùa được. Ta cũng bởi vì lo lắng cho an toàn của đệ mà thôi. Lăng Phong bực bội nói: Đại sư huynh, huynh nói như vậy đệ không phục, chẳng lẽ Lăng Phong này lại kém cỏi như vậy sao? Lục Thừa Thiên nói: Bằng không như vậy đi, nếu Lăng sư đệ ngươi tiếp được ta 3 chiêu, ta sẽ để ngươi xuống núi, thế nào? Nhất ngôn cửu đỉnh. Lăng Phong trừng mắt nhìn Lục Thừa Thiên, nghĩ thầm: Ngươi thật quá khi dễ người, 3 chiêu. Bất quá là Lăng Phong tức giận quá thành ra mụ mẫm. Nếu hắn ngẫm nghĩ một chút, ngay cả một chiêu của Lục Phi Nhi đã biến hắn ra cái dạng gì rồi. Võ công của Lục Thừa Thiên cao nhất trong số Hoa Sơn đệ tử,
gần bằng với sư phụ và sư nương, bởi vậy trong vòng 3 chiêu, hắn tuyệt đối có thể nắm chắc phần thắng. Khi Lăng Phong bước lên luận võ trường, Tạ Lâm Lan ở dưới lại toát mồ hôi, tự trách mình dặn dò không tốt, để hắn làm như thế là quá kích động rồi. Bất quá đại sư huynh cũng thật là, làm sao lại không linh động một chút, chẳng lẽ lại có cừu oán với Lăng Phong sao? Rút kiếm ra, Lục Thừa Thiên hướng về Lăng Phong lạnh lùng cùng khinh thường nói. Lăng Phong bất đắc dĩ, chỉ đành ngẩng đầu rút kiếm, kèm một tiếng long ngâm, lập tức bên hông lưu quang lấp lánh, ngân kiếm huy vũ hiện hình. Bất học vô thuật, Lục Thừa Thiên thấy Lăng Phong huy kiếm, cảm thấy đánh bại hắn so với bóp chết một con dẹp còn dễ dàng hơn, khinh thường nói, cái này mà cũng gọi là hoa sơn kiếm pháp. Lăng Phong từ khi thượng sơn tới nay, đều là luyện tập căn bản, mỗi ngày gánh nước bổ củi, ngoài những việc này ra, chỉ học được một chút tâm pháp. Hoa sơn kiếm pháp chân chính còn chưa có luyện tập, bây giờ sử dụng chính là kiếm pháp do kế mẫu Trầm Nhạn Băng chỉ dạy. Lăng Phong hiểu được mình có bao nhiêu cân lượng, không dám mạnh dạn tấn công, thân kiếm dựng trước mặt, thủ chặt môn hộ, đại sư huynh, cần gì nói lời thương tâm, ta tiếp ba chiêu của ngươi là được. Lăng Phong nghĩ thầm, ta đánh không lại ngươi, nhưng tránh ba chiêu cũng không phải là không có thể. Hừ, không biết tự lượng sức. Lục Thừa Thiên hừ lạnh, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo ngân quang phóng thẳng tới người Lăng Phong. Chiêu này chính là bát vân kiến nhật trong hoa sơn kiếm pháp, nhất thời chỉ thấy thân kiếm phân quang hóa ảnh. Trong chớp mắt đã chia làm ba, liên tiếp công kích về vai, hông và đùi trái, ba nơi sơ hở của Lăng Phong. Đây nguyên là lưỡng hư nhất thật, thậm chí ba kiếm đều tinh diệu như hư chiêu, ý muốn lập tức thắng địch. Lăng Phong kinh hãi, vội vàng huy kiếm chống đỡ, nghĩ rằng đại sư huynh là người mình, dù sao cũng không làm hai đồng môn. Ba chỗ sơ hở này, chỉ cần có thể ngăn cản thế công thật sự thì xem như đã qua được chiêu thứ nhất. Hông cùng bắp đùi đều là nơi yếu hại của cơ thể, đại sư huynh có thể nhất chính là tấn công vào bả vai của mình. Chỉ cần đâm trúng nơi đó, chẳng những mình phải buông kiếm, mà còn khiến cho mình phải cúi đầu nhận bại. Lăng Phong nghĩ, lập tức vung kiếm che ở bả vai. Keng, một tiếng ngân vang. Kiếm của Lăng Phong không sai không lệch chặn đứng kiếm chiêu của Lục Thừa Thiên. Tuy là đoán trúng hướng công kích, thế nhưng Lục Thừa Thiên nội lực thâm hậu, Lăng Phong lập tức cảm thấy cánh tay tê dần, trường kiếm cơ hồ tuột ra. Tốt lắm, chặn được một chiêu rồi, sư đệ cố gắng lên. Tạ Lâm Lan bên dưới thấy một chiêu này của Lăng Phong thật sự xuất sắc, nhịn không được lập tức hoan hô. Tạ Lâm Lan cổ vũ, lại càng tăng thêm oán hận của Lục Thừa Thiên đối với Lăng Phong, vốn hắn còn giữ một chút ý tứ, lúc này sát khí đại thịnh. Chỉ thấy Lục Thừa Thiên cổ tay rung lên, mũi kiếm hóa thành vạn điểm kim mang, ảnh kiếm lấp lánh trùng trùng, nhanh như một cơn gió phóng thẳng ra. Liệt dương vạn lý, toàn bộ đệ tử đang đứng xem quanh võ trường đều nhịn không được kinh hô lên, ngay cả sư nương cũng không ngoại lệ. Đó là chiêu lợi hại nhất, lực sát thương lớn nhất trong hoa sơn kiếm pháp liệt dương vạn lý. Trong nháy mắt kiếm quang chói lòa, Lục Thừa Thiên cơ hồ dốc hết toàn lực, giống như ánh mặt trời mãnh liệt thiêu đốt mặt đất, bất cứ nơi nào cũng cháy trụi thành tro. Giữa kiếm quang vạn trượng, Lăng Phong cảm giác toàn thân đều mơ hồ, đứng giữa một biển lửa mênh mông, tiến thối đều không được. Liệt dương vạn lý, một chiêu vừa xuất, khắp ba trượng, xung quanh kiếm, vạn vật chỉ còn là tro tàn. Lên! Sư nương thấy thế trong lòng kinh hãi, biết không còn khả năng khiến Lục Thừa Thiên thu hồi chiêu thức, chỉ đành lăng không bay lên, dùng nội lực đẩy Lăng Phong ra khỏi phạm vi công kích của Lục Thừa Thiên. Bịch! Một tiếng, Lăng Phong lập tức thấy ngực tê dần, mặc dù sư nương kịp thời ra tay cứu giúp. Nhưng khoảng cách Lục Thừa Thiên công kích thực sự quá gần, hắn vẫn bị một cỗ kiếm khí đánh trúng, cả người văng về phía sau. Lăng Phong cảm giác trong cơ thể như có một cỗ liệt dương cuồng bạo tàn phá, không ngừng dày vò, phá hoại kỳ kinh bát mạch, khiến cho hắn đau đớn vạn phần. Giữa không trung Lăng Phong nhịn không được phun ra một búng máu, huyết thủy như hồng vũ bắn khắp mọi nơi. Ai cũng không nghĩ đến, vốn chỉ là một cuộc tỉ thí tuyển chọn bình thường, vậy mà lại biến thành tai họa huyết quang như thế này. Thì ra tối qua Đàm Uyển Phượng ước hội cùng Lăng Phong, bị đông đảo đệ tử Hoa Sơn nhìn thấy, vì vậy không khỏi tạo ra vài lời bàn tán. Gần đây Lăng Phong không ngừng tặng quà lễ cho mọi người, do đó trong Hoa Sơn phái thịnh truyền, cho rằng một phú gia công tử như Lăng Phong, làm sao lại có thể tới chỉ để luyện võ, hắn có khi cũng giống như cha, tới Hoa Sơn là để cưới sư tỷ làm lão bà. Tối hôm qua Đàm Uyển Phượng lại ước hội cùng hắn,
càng khiến cho người ta tin vào điểm này. Lời đồn đại đến tai Lục Thừa Thiên tự nhiên khiến cho y trong lòng nổi giận bừng bừng. Cái này cũng khó trách, mặc dù mọi người vẫn coi y cùng Đàm Uyển Phượng là một đôi, nhưng sự thực bên trong y lại rõ ràng hơn ai hết. Đàm Uyển Phượng đối với y vẫn luôn là lạnh lùng, không hề có nhu tình hay mập mờ gì, thậm chí cười còn không có, nói gì đến chuyện ước hội. Mình chỉ là nhờ vào thân phận đại sư huynh, cùng Đàm Uyển Phượng thường xuyên ở gần nhau, cùng nhau hành động mà thôi. Lục Thừa Thiên khổ tâm theo đuổi Đàm Uyển Phượng, cho tới bây giờ một chút kết quả cũng không có, ngược lại cái tên đăng đồ tử bất học vô thuật này. Mới lên núi được có một tháng, thế mà lại có thể cùng Đàm Uyển Phượng một mình ước hội, còn cười cười nói, điều này làm sao không khiến Lục Thừa Thiên tức tối. Vì thế mới có một màn máu tanh trên luận võ trường này. Chuyện này ấn chứng một câu cổ thoại, hồng nhan họa thủy. Các bạn đang nghe chuyện Kiều Kiều Sư Nương của tác giả Thanh Trà Đạm Phạn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 13, Hoa Sơn Công Địch. Lăng Phong bị Lục Thừa Thiên đánh trúng một cỗ kiếm khí, đồng thời lại bị nội lực của Sư Nương kéo về phía sau, vì vậy cả người lập tức văng lên không trung. Sau đó tất cả mọi người nghe thấy bùm một tiếng, Lăng Phong đã rớt xuống ao sen bên cạnh luận võ trường. Trước khi rơi xuống nước, Lăng Phong vẫn còn ý thức, liền dụng quy tức đại pháp ngậm miệng nín thở. Thế nhưng dòng nước ào ào tràn vào miệng, rốt cục cũng bị nuốt vài ngụm xuống bụng. Lúc này toàn thân ướt sũng, Lăng Phong dần dần tỉnh táo trở lại. Rơi xuống ao nước, bởi vì lực rất mạnh, cho nên Lăng Phong bị nhấn chìm xuống tận đáy. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, trong cơ thể hắn xuất hiện vài dòng khí nóng chuyển động khắp các kinh mạch, đồng thời di chuyển hướng về nơi tiếp xúc giữa mông và đáy ao, cuối cùng đều tan biến đi. Cứ như thế, Lăng Phong cảm thấy mông mình lún xuống, như ngồi trong một cái hố vậy. Điều này làm cho Lăng Phong nghi hoặc, liền từ đáy nước ngẩng đầu nhìn lên. À, kỳ lạ. Chỗ Lăng Phong ngồi quả nhiên là một cái hố nhỏ, không thể nói là hố, mà là động. Đáy ao lại có thể bị ngồi xuyên thành một cái động, bởi vậy có thể thấy một chiêu vừa rồi của Lục Thừa Thiên đã dùng sức lớn như thế nào, rõ ràng là muốn đưa mình vào chỗ chết. Lăng Phong nghĩ tới đây, càng thêm hiểu rằng cuộc sống tương lai của mình tại Hoa Sơn sẽ không có những ngày tháng yên bình. Lại nói, Lăng Phong dập mông xuống đáy ao tạo thành một cái thủy động, hắn lấy tay khoét rộng động khẩu nhìn ra, rõ ràng là không thấy đáy. Trước mắt đâu đâu cũng là ánh sáng chói lòa, càng kỳ lạ hơn là nước ao không hề tràn vào cái động này. Vẫn ở trên miệng động lưu chuyển bình thường, giống như cửa động được đậy lại bằng một tấm màng chắn trong suốt. Kỳ cảnh tựa như ánh trăng chiếu xuống đáy ao, lưu quang lấp lánh trông rất đẹp mắt. Nhất thời khiến Lăng Phong quên đi tình cảnh của mình lúc này, mãi đến khi hô hấp thấy khó khăn thì mới hồi thần. Tạm thời bỏ qua hiếu kỳ, Lăng Phong trồi lên mặt nước. Sư đệ ngươi không sao chứ? Tạ Lâm Lan là người đầu tiên lao tới, đưa tay kéo Lăng Phong từ dưới nước lên bờ. Lăng Phong được tiếp xúc với ngọc thủ mềm mại của Tạ Lâm Lan, trong lòng không khỏi tán thưởng, thật trơn, thật mềm. Lúc này Sư Nương cùng Đàm Uyển Phượng, Hà Vĩ Thu đều đã chạy lại. Đại sư huynh Lục Thừa Thiên cũng làm ra vẻ áy náy tiến lên an ủi, sư đệ, ngươi không sao chứ, ta vừa rồi quên mất là ngươi mới nhập môn không lâu. Thừa Thiên, ngươi cũng thật quá đáng, làm sao lại có thể dùng chiêu thức ác độc như vậy đối phó với đồng môn của mình. Sư Nương tức giận trách Lục Thừa Thiên. Sư Nương, đệ tử biết sai rồi, đệ tử cam nguyện nhận trừng phạt. Lục Thừa Thiên hướng về Sư Nương cúi đầu nhận lỗi. Lăng Phong đương nhiên nhìn ra, tên gia hỏa này chỉ là diễn kịch giả bộ, đúng là loại ngụy quân tử giết người không thấy máu. Lại nghĩ đến trước đây Vương Bình Hạo hạ sát thủ với mình, phái Hoa Sơn thật không hoàn toàn quang minh lỗi lạc như lời giang hồ đồn đại, mà ngược lại còn ẩn chứa sát khí trùng trùng. Sư Nương hừ lạnh một tiếng, tỏ rõ vẻ bất mãn, cũng không lý tới Lục Thừa Thiên nữa, quay lại nhìn Lăng Phong nói, Lâm Lan, ngươi dìu Phong Nhi về phòng nghỉ ngơi dưỡng thương. Tạ Lâm Lan gật đầu, lại nhìn Sư Nương nói, Sư Nương, lần này xuống núi, con không muốn đi. Sư Nương kinh ngạc, hỏi, tại sao? Tạ Lâm Lan cúi đầu, đáp, con muốn ở lại chiếu. Cố sư đệ, Lăng Phong nghe đến đó, trong lòng chợt nóng lên, phải biết rằng đây chính là lời nói trước mặt bao nhiêu Hoa Sơn đệ tử, há có thể không khiến cho Lăng Phong cảm động. Bất quá nói lại, có người vui mừng thì cũng có người ưu sầu, Lăng Phong tất nhiên là cao hứng, thế nhưng Hà Vĩ Thu sắc mặt không phải là trắng bệch,
mà biến hẳn thành xanh ngắt. Lăng Phong vạn lần không có nghĩ đến, mình mới lên núi không hơn một tháng, thế mà đã lần lượt đắc tội với toàn bộ Hoa Sơn Tam Anh ba vị sư huynh, hết thảy nguyên do đều là vì nữ nhân. Nếu ngày nào đó mình cùng sư nương thân mật một chút, liệu có phải sư phụ sẽ giết chết ta không? Lăng Phong nghĩ, lại nhìn Hoa Sơn phái còn có 300 mỹ nữ đệ tử, chỉ sợ ngày nào đó mình bản lãnh cao siêu. Đem tất cả số mỹ nữ này chơi hết, lúc đó sẽ trở thành Hoa Sơn công địch, thậm chí còn biến thành dâm tặc cả võ lâm truy giết cũng nên. Nghĩ đến đây, Lăng Phong không khỏi toát mồ hôi lạnh. Sư nương quay sang Tạ Lâm Lan gật đầu nói, được rồi, vậy ngươi cứ ở lại. Nói rồi liền tiến lên cầm lấy cổ tay Lăng Phong coi mạch, cảm nhận được sự tiếp xúc với bàn tay nàng, Lăng Phong cả người nhiệt huyết như sôi trào. Ngửi được hương thơm mê người trên thân thể sư nương, thật giống như u cốc lan hoa say đắm. Sư nương trước mặt, tuyệt đối là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, vóc người thon thả, y phục trắng như tuyết, bên trên còn điểm xuyết vài đóa hoa lan. Đều là tơ tằm thêu lên, chiếc váy dài bó sát lấy cơ thể tha thướt uyển chuyển, bộ ngực phút cao, chiếc eo nhỏ nhắn, đồn bộ căng tròn đầy đặn, thật là đẹp không nói nên lời. Đường cong là lướt, khuôn mặt như thu thủy, ánh mắt vũ mị, lưu chuyển, toát lên một vẻ phong tình thành thục vô hình, làn da mềm mại như hài nhi. Khuôn mặt không hề dùng một chút phấn son trang điểm nào, thế nhưng so với dùng mấy thứ son phấn ấy còn mê người hơn gấp vạn, da rẻ mịn màng căng mọng. Mi như viễn sơn, mắt phượng lấp lánh, dưới chiếc mũi dọc dừa là chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ hồng, mềm mọng chân ướt, khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn cắn một cái. Chiếc gáy thon dài trắng như thiên nga, nhũ phong sung mãn căng mẩy trước ngực như muốn đội lớp y phục mỏng manh mà thoát ra ngoài. Đồn bộ săn chắc nảy nở, kéo căng lớp vải bên ngoài dán vào xít sao, đôi chân ngọc thon dài thẳng thắp, mềm mại vô song. Toàn thân phong tình mỹ lệ, khiến cho người ta sinh ra một loại dục vọng, hận không thể lột bỏ y phục trên người nàng, để tận mắt nhìn thấy phong thái bên trong. Mà điểm mê người nhất, chính là sư nương trời sinh có một loại quý khí, thánh khiết, ưu nhã, trí tính, lại sung mãn hiền thục, khiến cho người ta chỉ muốn cưỡi trên hạ thân nàng, điên cuống tận hưởng cảm giác nàng bị chà đạp, dày vò. Rất may không có thương tổn lớn. Sư nương bắt mạch cho Lăng Phong cảm thán nói một câu. Vừa rồi mọi người đều bị ngụm máu phun ra của Lăng Phong hù dọa. Kỳ thật khi nãy sư nương ra tay ứng cứu, đã hóa giải kiếm khí trên người hắn đến mức thấp nhất. Hơn nữa Lăng Phong trời xanh di bẩm, trong cơ thể tự nhiên có thể hóa giải một phần nội kình. Lúc trước phun ra một ngụm máu là bởi vì quá bất ngờ, cơ thể chưa kịp phản ứng, cho nên mới có tình cảnh như vậy. Bất quá đó lại là một chuyện tốt, bởi vì khi ói máu ra, thân thể ngược lại huyết khí thông suốt, không dễ dàng tạo thành nội thương. Bởi vậy võ lâm cao thủ đối chiêu, nếu là miệng phun máu tươi thì rất nhanh có thể phục hồi nguyên khí, nếu người nào áp chế không thổ huyết, thường là võ công bị phế hoặc không lâu sau thì lìa đời. Thừa Thiên, ngươi cứ tiếp tục tuyển chọn đệ tử xuống núi đi, nhớ kỹ, sau này còn đối đãi với sư huynh đệ đồng môn như vậy, ta sẽ phạt ngươi tới Tư Quá Nhai diện bích. Nói xong, sư nương xoay người rời đi, bởi vì Lục Thừa Thiên cũng đã nói mình là vô tình sơ ý, cho nên không thể xử phạt hắn, chỉ có thể nhắc nhở hắn một chút. Đương nhiên, trong lòng sư nương, hình tượng Lục Thừa Thiên đã xấu đi rất nhiều. Sư đệ, ta dìu ngươi trở về. Tạ Lâm Lan trong lòng sở dĩ cảm thấy áy náy, đó là bởi vì nàng bảo Lăng Phong tham gia tuyển chọn, nếu không phải như thế, Lăng Phong tuyệt đối sẽ không bị thương. Nhưng nàng đâu biết, Lục Thừa Thiên đối với Lăng Phong đã sinh ra bất mãn, cho nên tình cảnh này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, bây giờ bất quá chỉ là mới châm ngòi mà thôi. Lăng Phong là người ân oán phân minh, người ta lấn hắn một thước, hắn sẽ lấn lại một trượng. Người ta ức hiếp hắn, hắn tất nhiên phải báo thù. Lâm Phong được Tạ Lâm Lan dìu đi, một màn náo kịch cừu sát cũng theo đó mà qua đi. Tạ Lâm Lan đỡ Lăng Phong, cơ hội tiếp xúc thân mật như vậy, Lăng Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua, toàn thân cơ hồ dựa cả vào trong ngực nàng. Ở Hoa Sơn, hắn cùng Tạ Lâm Lan có thể xem như là thân thuộc, chỉ có điều chưa bao giờ tiếp xúc gần như vậy, ngửi thấy hương thơm trên người Tạ Lâm Lan, Lăng Phong không khỏi một trận si mê. Trở lại trong phòng, Tạ Lâm Lan đỡ hắn ngồi xuống giường, lại lấy ra một bộ y phục sạch sẽ, bảo hắn thay, lúc này nàng mới nhận ra ánh mắt như lửa của Lăng Phong đang dán chặt trên người mình. Tạ Lâm Lan lườm hắn một cái, sẵng giọng, nhìn cái gì? Chẳng lẽ còn muốn ta thay y phục giúp ngươi nữa sao? Mỹ nữ vẫn là mỹ nữ, dù tức giận cũng rất xinh đẹp.
Bị sư tỷ nói như vậy, Lăng Phong có bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu lúng túng, khuôn mặt thoáng đỏ lên, đáp, không, không có. Vậy ngươi cứ nhìn ta chằm chằm làm gì? Tạ Lâm Lan nói ra mới cảm thấy hối hận, bởi vì nàng hiểu được lời này như là bị tình nhân trêu chọc, thật không thỏa đáng, chỉ dành ngậm miệng không nói thêm nữa. Nhưng ngay cả như thế, nàng vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng, một tia đỏ hồng thoáng lướt qua khuôn mặt trắng như tuyết. Khuôn mặt trắng hồng như hoa, đôi mắt nhu mị, như lưỡng hoàng thu thủy, mỗi khi chuyển động, toát lên vẻ phong tình nữ nhân, vô cùng động nhân. Lăng Phong cũng là nhiều ngày không phát tiết, lúc này thấy Tạ Lâm Lan thần thái hàm tình, không khỏi dục hỏa bùng phát. Trong lòng khát vọng thời gian dài khó có thể áp chế, liền nắm lấy ngọc thủ Tạ Lâm Lan, nói, sư tỷ, tỷ thật đẹp, cho nên ta mới nhịn không được nhìn tỷ chầm chầm như thế. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Tạ Lâm Lan trong lòng thấp thỏm, vừa mừng lại vừa sợ, chỉ đành quay người đi, sợ rằng Lăng Phong sẽ thấy được vẻ mặt ngượng ngùng kinh hỉ của mình. Sư tỷ, lời ta nói đều là thật, ta rất thích tỷ. Lăng Phong nói xong liền nắm lấy ngọc thủ của Tạ Lâm Lan, đem cánh tay khiết bạch như ngọc đặt lên miệng mình mãnh liệt hôn tới. Chương 14, sư tỷ nương tử. Tạ Lâm Lan bị Lăng Phong hôn tay, trước giờ không hề nghĩ sẽ phát sinh chuyện này, nàng sợ hãi hét to một tiếng, cả kinh nói, sư đệ, ngươi làm gì đó, mau buông ra. Rất khó khăn mới có đủ dũng khí, hơn nữa cũng đã làm rồi, Lăng Phong đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tay, hắn càng siết chặt ngọc thủ của nàng. Nói, ta không buông, sư tỷ, tỷ biết không, ta thích tỷ, ngay từ lần đầu tiên lên núi nhìn thấy tỷ, ta đã thích tỷ rồi. Vừa nghe xong, Tạ Lâm Lan lập tức a một tiếng, cũng không biết làm sao, nghẹn ngào hỏi, ngươi nói cái gì? Lăng Phong cố thu tất cả dũng khí, đem cảm tình ẩn giấu trong lòng bấy lâu thổ lộ, sư tỷ. Tỷ ôn nhu hiền thục, vừa xinh đẹp, lại vừa bình bị dễ gần, đệ vừa nhìn thấy tỷ, thì lập tức đã mê mẩn rồi. Nói rồi lại đem ngọc thủ của nàng siết chặt trong lòng bàn tay. Xác định những gì mình vừa nghe được là thật, Tạ Lâm Lan trong lòng trào lên từng đợt sóng dữ, nàng thực sự chẳng ngờ Lăng Phong lại nói những lời này với mình. Trong nhất thời, nàng không biết làm sao đối diện. Cảm giác ngọc thủ vẫn bị Lăng Phong nắm lấy, tựa như vĩnh viễn cũng không chịu buông ra, nàng vừa thẹn vừa sợ, nói, ngươi buông tay, buông ta ra. Mình là sư tỷ của hắn, hơn nữa song phương cũng không phải phu thê thân mật, nam nữ thụ thụ bất thân, mình lại để cho sư đệ nắm tay như vậy, còn ra thể thống gì. Lăng Phong quật cường nói, không, ta không buông. Lời nói rất kiên định, Tạ Lâm Lan thực không biết làm sao đối đáp. Nàng rốt cục cũng hiểu được thế nào là nam nhân điên cuồng, bất quá tiểu sư đệ năm nay mới 15 tuổi, so với mình chẳng phải là chênh lệch đến 3 tuổi sao. Nhưng như vậy lại khiến Tạ Lâm Lan cảm nhận được sự chân thành, thế nhưng dù có chân thành, lúc này nàng cũng không thể tiếp nhận, vì vậy liền khuyên nhủ, sư đệ, ngươi mau buông tay, bằng không ta sẽ nổi giận. Lăng Phong thấy bộ dáng nàng thực sự có chút nóng nảy, đành buông tay ra nói, đệ buông, tỷ không được tức giận nha. Tạ Lâm Lan nghe hắn nói như vậy, cảm giác hắn rốt cục cũng vẫn là một hài tử, liền mỉm cười nói, ta làm sao phải tức giận, chỉ cần ngươi nghe lời, sư tỷ sẽ không tức giận, sư tỷ thật tốt. Lăng Phong cũng mỉm cười nói. Tạ Lâm Lan nhìn hắn nói, sư đệ, thật ra ta luôn xem ngươi là một tiểu đệ đệ. Lời còn chưa xong, đã bị Lăng Phong cắt ngang, ta biết, tỷ nhất định vẫn coi ta là một tiểu hài tử, đúng không? Đó là tỷ xem ta như đệ đệ. Nhưng từ trước tới giờ ta không có coi tỷ là tỷ tỷ. Sư tỷ, những lời ta vừa nói hết thảy đều là lời thực, ta có thể thề. Không nên. Tạ Lâm Lan đưa tay bịt miệng hắn, không cho hắn phát ra lời thề. Ngọc thủ mềm mại của nàng dán vào môi Lăng Phong, khiến cho tâm hắn lại động. Tạ Lâm Lan nhìn khuôn mặt non nớt của Lăng Phong đầy vẻ chân thành, hai mắt phát ra tinh quang nóng bỏng, nàng có chút không chịu được, trái tim trong ngực cũng bình bịch đập loạn. Lập tức lại khuyên bảo, sư đệ, ngươi tới Hoa Sơn là để học tập võ nghệ, bây giờ còn chưa có thành tựu gì, làm sao đã nói đến chuyện yêu đương. Lăng Phong chen ngang, sư tỷ, nếu theo như lời tỷ nói, thì khi ta có thành tựu, tỷ sẽ có thể cùng ta đàm luyến ái rồi. Cái này làm sao có thể? Tạ Lâm Lan căn bản không có nghĩ tới Lăng Phong lại nói ra như vậy, lúc này chỉ đành chống chế, sư đệ, ta là sư tỷ của ngươi, chuyện đó vốn là không phù hợp với lẽ thường. Hơn nữa ta lại nhiều tuổi hơn ngươi.
ai quy định là sư tỷ không thể gả cho sư đệ chứ? Tỷ so với ta lớn hơn 3 tuổi, như thế càng tốt. Ta nghe cha mẹ nói, nữ đại tam, bão kim chuyên. Lăng Phong rất nhanh đã phản kích lại lý do của Tạ Lâm Lan. À, Tạ Lâm Lan thất kinh hỏi, sư đệ, ngươi tại sao lại cố chấp như vậy? Lăng Phong đôi mắt vẫn hừng hực mở to nhìn thẳng vào Tạ Lâm Lan nói, bởi vì ta muốn tỷ làm nương tử của ta. Ngữ khí vô cùng kiên định, lại mang theo một loại khí phách vô hình. Ngươi! Tạ Lâm Lan hiểu được trước mắt mình thật sự không có khả năng thuyết phục sư đệ, Lăng Phong này đâu phải là thiếu niên gì. Làm sao mà lại xuất hiện dục vọng chiếm hữu nữ nhân từ một thiếu niên mới chỉ có 15 tuổi? Chẳng lẽ lại giống như lời đồn đại, hắn lên Hoa Sơn là để cưới một lão bà về nhà sao? Nghĩ đến đây, Tạ Lâm Lan trong lòng vừa mừng vừa sợ, dù sao Lăng Phong cũng là con nhà cự phú ở Giang Nam, ví như lời hắn nói là thật, hắn không chê bai mình, ngược lại còn yêu thích mình. Thật ra Lăng Phong cũng có thể coi như là một lựa chọn tốt, mặc dù võ công còn kém một chút, thế nhưng võ công dù sao cũng không thể thay cơm ăn. Nếu ẩn cư làm vợ người ta, tìm một trượng phu có tiền là rất quan trọng, cứ nhìn sư tỷ Thẩm Nhạn Băng của mình thì biết. Đây là một loại cảm giác cực kỳ vi diệu, Lăng Phong so với nàng nhỏ hơn, nhưng hắn lại tỏ ra yêu thương cùng si mê điên cuồng với nàng, khiến cho Tạ Lâm Lan thập phần thỏa mãn hư vinh tâm của mình. Tạ Lâm Lan trong đầu suy nghĩ hàng trăm lý do để thuyết phục Lăng Phong, thế nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, lại nghĩ đến sư đệ vô cùng cố chấp, mình nói ra rồi có khi còn bị hắn phản bác trở lại. Nghĩ ngợi một lát, nàng mới nói, sư đệ, chuyện này để sau hãy nói, trước mắt, quan trọng nhất là ngươi chăm chỉ luyện tập võ công cho tốt, ngươi lên núi chưa bao lâu, đã lần thứ hai trúng độc thủ rồi. Nếu ngươi không học võ công để tự bảo vệ mình, ta sợ ngươi cũng không có mệnh. Lăng Phong nghe nàng nói như vậy, lập tức hào khí bốc lên, nói, sư tỷ, tỷ yêu tâm, ta sẽ học võ công thật tốt, chẳng lẽ ông trời lại phụ sự cố gắng của ta sao? Tạ Lâm Lan thấy Lăng Phong đã có phần hăng hái, trong lòng thật ra cũng được an ủi, dù sao biểu hiện của hắn nàng cũng đã tận mắt trông thấy. Nếu hắn thật sự học nghệ thành công, mình có hay không sẽ thật sự hiến thân gả cho hắn? Tạ Lâm Lan suy nghĩ, trong lòng lại có chút không yên, kỳ thật nàng cũng là lần đầu tiên nói chuyện luyến ái. Trước kia Hà Vĩ Thu thầm yêu thích nàng, nhưng hắn là người cổ bản, căn bản không hề có biểu đạt, cũng không dám biểu đạt. Bởi thế cho nên Tạ Lâm Lan cũng là lần đầu tiên được một nam nhân nói những lời yêu thương như thế với mình, cảm giác rất đặc biệt, cũng rất hạnh phúc. Lăng Phong thấy Tạ Lâm Lan dường như có chút bất an, vội vàng hỏi, sư tỷ, tỷ làm sao vậy? Tạ Lâm Lan vội đáp, không, không có gì. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, thế nhưng kẻ mù cũng có thể biết nàng nhất định có chuyện. Lăng Phong nói, sư tỷ, chúng ta cũng không phải người ngoài, tỷ có chuyện gì cứ nói với ta. Tạ Lâm Lan đứng dậy, nói, ta về trước thay y phục, ngươi cũng mau thay y phục đi, để khỏi bị cảm lạnh. Nói xong, trên mặt còn lướt qua một tia ngượng ngùng, vội vàng xoay người rời đi. Tạ Lâm Lan ra khỏi phòng, Lăng Phong cũng lấy y phục ra thay, sau đó lẳng lặng nằm ở trên giường, hưởng thụ sự tĩnh lặng hiếm có này. Ngoài cửa sổ hoa lê nở rộ, hương thơm nhàn nhạt, gió thổi nhẹ nhẹ, ong bướm chập chờn trên những khóm hoa. Bất chợt tạo nên một bức tranh hài hòa, ví như cả đời đều có thể yên bình như thế thì thật tốt biết bao. Không biết có phải hay không bởi vì trải qua một trận sống chết, Lăng Phong mới biến thành xúc cảm như vậy. Ngay khi Lăng Phong còn đang bay bổng suy nghĩ miên man, ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói trong trẻo của sư nương, Phong Nhi, ngươi đang suy nghĩ cái gì mà nhập thần vậy? Lăng Phong vừa ngẩng đầu nhìn, sư nương đã đến bên cạnh giường, hắn vội vàng ngồi dậy nghênh đón, sư nương, đệ tử không biết người tới, không kịp ra đón. Đều là người nhà, không cần khách khí, hơn nữa ngươi không phải còn đang bị thương sao? Sư nương ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường, hương thơm trên người như lan như xạ phát ra, khiến cho Lăng Phong cảm thấy mê mẩn. Loại hương khí này không giống với những người khác, tựa hồ chỉ trên người nàng mới có. Ánh mặt trời rọi qua cửa sổ, Lăng Phong hướng về sư nương trẻ trung, hai người khoảng cách rất gần, chỉ cách nhau không đầy ba thước. Lăng Phong thấy rất rõ ràng, sư nương mái tóc như mây, mắt sáng môi hồng, cổ dài trắng nõn, lại rất đẫy đà. Lăng Phong thầm nghĩ, những địa phương trên người nàng nhất định là cũng rất đầy đặn. Đích xác, bộ ngực của nàng viên nhuận phong mãn, tựa như hai tòa cao phong. Từ khi biết sư nương tới nay, Lăng Phong không ít lần lén nhìn ngực nàng,
không ít lần miên man suy nghĩ, chỉ hy vọng có thể cởi bỏ y phục của nàng, nhìn qua một chút Lư Sơn chân diện mê người kia. Lăng Phong cũng để ý thấy, diện mục sư nương ngoài vẻ đoan trang, thân thiết, xinh đẹp còn có một chút cô đơn, u oán. Đây là kết luận sau khi hắn quan sát cẩn thận biểu tình của nàng. Tại sao lại có khí chất như vậy? Phỏng chừng nhất định là có liên quan đến cuộc sống của nàng. Đúng vậy, tại sao lại không có nghĩ đến? Sư phụ cả ngày bế quan tu luyện, mà sư nương tuổi tác chính là như lang như hổ, làm sao lại không u oán cho được? Sư phụ nhất định là không hiểu phong tình, cư nhiên khiến cho cuộc sống của một đại mỹ nhân như sư nương tẻ nhạt như vậy, thật là nhẫn tâm. Lăng Phong càng nghĩ, càng không biết sư phụ có đúng hay không biến thành thái giám rồi. Sư nương cảm giác rất nhạy bén, lại thấy Lăng Phong cứ chằm chằm nhìn mình, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, ngẩng đầu nói, Phong Nhi, ngươi không nên nhìn ta như vậy, ta chính là trưởng bối của ngươi đó. Bị Lăng Phong nhìn, tim nàng đập nhanh hơn, hai má cũng thấy nóng bừng. Nàng xem lại, một tiểu hài tử không nên đối với mình như vậy. Một tiểu hài tử thì biết cái gì, hắn bất quá so với nữ nhi của mình lớn hơn 2 tuổi, vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Nhưng nàng đâu có biết, Lăng Phong đã trở thành một nam nhân đích thực, điểm này nha hoàn của hắn Tử Lăng là hiểu rõ nhất. Đối với sự trách cứ của sư nương, Lăng Phong một chút cũng không hề sợ, bình tĩnh trả lời, sư nương, người càng ngày lại càng xinh đẹp, Tạ sư tỷ cùng Đàm sư tỷ so ra đều thua kém người. Sư nương nghe xong ý tứ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc, nói, ta sắp trở thành một lão thái bà rồi, làm sao có thể so bì với một tiểu cô nương được. Chỉ cần là nữ nhân, những lời khen ngợi không khi nào là quá thì, cũng không bao giờ chán ghét. Về điểm này, Lăng Phong hiểu rất rõ. Nhìn sư nương vui mừng, Lăng Phong cảm thấy mình hôm nay thật là có số đào hoa, sớm biết bị thương sẽ được nhiều người quan tâm như vậy, đáng ra mình nên sớm cùng Lục Thừa Thiên đánh nhau một trận mới phải. Các bạn đang nghe chuyện Kiều Kiều Sư Nương của tác giả Thanh Trà Đạm Phạn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 15, Sư Nương Nhu Tình. Sư Nương làm sao lại trở thành lão thái bà, người thoạt nhìn chỉ như là tỷ tỷ của sư tỷ thôi. Lăng Phong rất thành thật nói, hơn nữa, người phong tình thành thục, các sư tỷ không cách nào bằng được, con nghĩ, người, nhất định là có bí quyết gìn giữ sắc đẹp nào đó. Sư nương cười cười, nói, Phong Hy, ngươi là một tiểu hài tử, không nên đối với ta nói lời khinh bạc như thế. Lời này ngươi nên để dành nói với Tạ sư tỷ của ngươi thì hơn. Lăng Phong chân chân nhìn sư nương, hỏi, sư nương, ngươi cũng biết con thích Tạ sư tỷ sao? Sư nương đáp, ta đâu phải kẻ ngốc, đương nhiên là nhìn ra được. Lăng Phong mạnh dạn hỏi, nếu con muốn cưới Tạ sư tỷ làm vợ, ngươi sẽ đồng ý chứ? Sư nương mỉm cười nói, chỉ cần là các ngươi tự nguyện, thân là trưởng bối, ta nhất định sẽ ủng hộ. Lăng Phong cao hứng nói, sư nương, ngươi thật là tốt. Nghe ngươi nói như vậy, nếu ta không đồng ý thì sẽ thành người xấu sao? Sư nương cố ý nghiêm mặt hỏi. Lăng Phong vội vàng lắc đầu đáp, sư nương, con không phải là ý này, người biết mà. Sư nương trong lòng con vĩnh viễn là người tốt, thực đó. Sư nương khúc khích cười, dáng vẻ quả thực là nghi thái vạn thiên, nói ngươi là tiểu hài tử, quả thực một điểm cũng không có sai. Bất quá Tạ sư tỷ của ngươi xuất sắc như vậy, rất nhiều đệ tử khác đều thích nàng, hơn nữa Hoa Sơn phái còn có quy củ, nếu nhiều đệ tử cùng yêu thích một người, thì sẽ tiến hành luận võ quyết đấu. Nghe nói, nhị sư huynh của ngươi đối với Tạ Lâm Lan cũng có ý tứ, cho nên việc chung thân đại sự của ngươi không thể nói là một mình ta quyết định được. Lăng Phong thở dài, nói, sư nương người nói như vậy, rõ ràng là muốn cho con biết cơ hội của con thật sự là rất mong manh. Sư nương nhìn Lăng Phong, nói, thật ra ngươi cũng không cần phải giàu dĩ, chỉ cần ngươi chăm chỉ luyện tập võ công tốt là được, ta tin tưởng ngươi sẽ thành công. Lăng Phong hoan hỉ, nắm chặt lấy tay sư nương, nói, chi bằng sư nương lén dạy con võ công. Sư nương vẻ mặt lạnh lùng, đẩy tay hắn ra nói, Phong Hy, ngươi cùng với nữ nhân ở chung một chỗ đều là như vậy sao? Lăng Phong vội vàng giải thích, sư nương, con xem người là trưởng bối, đâu có dám khinh bạc, người không nên hiểu lầm con. Nếu người nguyện ý, con có thể làm nhi tử của người. Sư nương nghe thế thì mỉm cười, đôi mắt đẹp khép lại, hồi lâu mới nói, hay là miễn đi, nếu ta làm mẫu thân của ngươi, kế mẫu ngươi chẳng sẽ tìm ta mà tính sổ sao. Hơn nữa người ta thấy con ta lớn như vậy,
còn tưởng rằng ta đã lớn tuổi rồi. Lăng Phong vội vàng tâng bốc, không đâu, dù cho là 20 năm nữa, sư nương người vẫn là một đại mỹ nhân. Sư nương khẽ xua tay, nói, 20 năm nữa, ta đã là một bà lão rồi, nếu không, cũng trở thành yêu tinh. Lăng Phong nói, yêu tinh cũng vẫn xinh đẹp, không biết có bao nhiêu nữ nhân muốn làm mà không được. Sư nương nghiêm chỉnh nói, Phong Nhi, sau này cùng ta nói chuyện, nhất định phải nghiêm túc, ta có chút không quen với dáng vẻ cùng tính cách của ngươi. Lăng Phong lập tức cung kính đáp, vâng, sư nương, nhưng mà, người không cảm thấy quá quy, củ, không khí ở Hoa Sơn phái sẽ không tự nhiên sao. Như đại sư huynh vậy, vừa cổ bản lại vừa khó chịu, con không muốn trở thành bộ dáng như thế. Sư nương sửng sốt, ngẫm lại cũng rất có đạo lý, nói, ngươi thật là lắm trò, bất quá lại nói đại sư huynh của ngươi, chuyện hôm nay ta thật sự nên xin lỗi. Sư nương, ngàn vạn lần không nên. Lăng Phong lắc đầu nói, thật ra chuyện hôm nay cũng không thể trách người khác, có trách thì chỉ là tại con học nghệ không tinh. Sư nương nói, ta không ngờ Thừa Thiên lại là người hiểm trá như vậy, ngươi mới lên Hoa Sơn một tháng, hắn đã ở hơn 20 năm rồi. Ngươi dẫu học nghệ có tinh, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn, hắn không thể không biết điều đó. Thế nhưng hắn lại vẫn dùng thủ đoạn ác độc như thế đối với ngươi, thật sự khiến cho sư nương ta thất vọng. Lăng Phong nói, đại sư huynh cũng là vì để ý thể diện, cho nên nhất thời mới phạm sai lầm như thế. Để ý thể diện, sư nương có vẻ còn rất tức giận, thể diện chẳng lẽ so với mạng người còn đáng giá hơn sao? Tiếc thay hắn là Hoa Sơn đại sư huynh, thế mà còn không bằng ngươi, tiểu sư đệ mà còn hiểu sự tình hơn. Lăng Phong nói, sư nương, ngàn vạn lần không nên tức giận, nữ nhân tức giận sẽ trở nên không đẹp đâu, sẽ già đi mất. Vui vẻ mới có thể trở nên tươi trẻ, nếu không như vậy, con kể chuyện cười cho người nghe, có được không? Sư nương vừa nghe thế thì liền cảm thấy hứng thú. Nàng sống nhiều năm như vậy, còn chưa có người nào kể cho nàng chuyện cười. Lão công của nàng đường đường là Hoa Sơn trưởng môn, võ lâm minh chủ, làm người rất cổ hủ, luôn nghiêm trang, cùng hắn một chỗ, không nhiều tình thú lắm. Mà đám nam đệ tử khác khiếp sợ sư nương chính là uy nghiêm, ai dám vô lễ đây? Bởi vậy, sư nương chính là nội tâm có khi rất cô tịch, rất hy vọng có ai có thể cùng nàng nói chuyện như tri kỷ. Lăng Phong nhìn thấy sư nương mỉm cười, hắn vui vẻ đổi giọng, bắt đầu kể chuyện cười. Lại nói hôm nay trời mưa rất to, các động vật đều chạy đến đầy trong miếu quan công để trốn mưa, đột nhiên mọi người nghe thấy được một hương vị rất thối. Sa nói, ta nhỏ như vậy sẽ không tha được mùi thối như vậy, nhất định là do ngưu phóng ra. Ngưu nói, ta là động vật ăn cỏ sẽ không tha theo mùi thối như vậy, chắc là kẻ khác. Chư nói, kẻ làm ra mùi thối thế này nhất định mặt sẽ rất đỏ. Bỗng nhiên quan công vọt ra, đem chư đánh bay ra, ông nói thừa, ta mặt đỏ vốn là trời sinh. Sư nương nghe xong không khỏi cười khúc khích, trong lòng thập phần vui vẻ. Lăng Phong thấy sư nương nở nụ cười, cười đến đẹp như hoa đào nở rộ, nét mặt mê người, trong lòng đã rất vui mừng. Thừa cơ nói, sư nương nguyện ý nghe ta còn có nhiều chuyện kể cho người. Sư nương đẩy ra song cửa sổ, hướng bên ngoài nhìn một lượt, xác định xung quanh không có đệ tử khác, nàng xoay người ngồi trở lại trên ghế, nói tiếp, cho ta nghe thêm một chuyện nữa. Lăng Phong mỉm cười nói, có vị khách nhân đang ăn cơm, ngẫu nhiên nói. Đến việc sữa có thể bổ dương, 9 loại đồ ăn có thể tráng dương. Sau đó không lâu chủ nhân kêu mang rượu lên, nhưng nữ chủ nhân chậm chạp không đến, liền hỏi đứa con trả lời, mẹ mang đồ ăn vào trong vườn đi. Hỏi đi làm gì, đứa con trả lời nói, sữa và 9 loại đồ ăn để tráng dương. Sư nương nghe xong, miệng cười hi hi không ngừng. Bộ ngực cao vút trong khi cười run rẩy không thôi, phập phồng kích thích. Lăng Phong thấy mà miệng khô lưỡi khô, phía dưới đều có phản ứng rồi. Hắn sợ trước mặt sư nương thất thố, vội vàng cúi đầu. Sư nương sau khi cười xong, nói, Phong Nhi, hài tử ngươi thực lại đùa người. Ngươi là từ nơi nào học được nhiều chuyện cười như vậy? Lăng Phong hồi đáp, trong nhà quản gia cùng hạ nhân thường xuyên nói cho ta, bọn họ có rất nhiều chuyện cười. Bất quá bọn hắn nói nhiều nhất đều là phương diện kia. Sư nương là người từng trải, hiểu được đó là những phương diện nào rồi. Nàng lúc này đã đem Lăng Phong trở thành một tiểu hài tử rồi, khẽ răn dạy, sau này ít nghe chuyện cười xấu như thế đi, đối với ngươi không tốt. Hài tử ngoan như ngươi, nếu tiếp xúc thứ hư hỏng đó, sẽ lại dễ dàng học cái xấu đó ngay. Lăng Phong cung kính nói,
đa tạ sư nương dạy bảo, Lăng Phong nhất định ghi tạc trong lòng. Sư nương nở nụ cười thật tươi, tâm tình vô cùng tốt. Nàng lại nói, Phong Nhi, ngươi nhất định phải hảo hảo cố học bổn sự, như vậy mới uổng công cha ngươi cùng kỳ vọng của mẹ ngươi, sư nương rất hy vọng ngươi học nghệ thành công. Nói cách khác, nếu học nghệ không tinh, ngươi đời này đừng mong cưới được Lâm Lan. Lăng Phong kiên định nói, không, không, ta không thể nào không có tạ sư tỷ. Ta đã hứa với nàng rồi, ta đời này kiếp này đều phải chiếu cố nàng, ta không thể phụ lòng nàng. Sư nương dùng đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn hắn, nàng nói, Phong Hy, nhìn không ra ngươi tuổi còn trẻ vậy còn mà có tình có nghĩa, thật sự là khó có được. Lăng Phong hồi đáp, nam tử hán đại trượng phu, nói được thì làm được, chuyện tình ta đã hứa, nhất định sẽ làm được. Sư nương chăm chú nhìn Lăng Phong, hỏi, như vậy rất tốt, ta còn lo lắng ngươi sẽ thấy khó mà lui. Xem ra ta lo lắng dư thừa rồi. Vừa nghe lời này, Lăng Phong vui mừng được thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Nguyên lai sư nương tới là để khai đạo cho mình, không thể tưởng được nàng đối với mình quan tâm như thế. Nghĩ tới đây hắn quả thực muốn trước mặt sư nương quỳ xuống, tâm nói, sư nương đối với chính mình quả thực so với mẹ ta còn hoàn hảo hơn. Có lẽ do kích động quá mức, Lăng Phong nắm chặt tay sư nương, tàn nhẫn thân một chút, hoàn hồ nói, sư nương, ngươi đối với ta thật tốt. Ta sau này ta coi người là mẹ ruột của ta. Sư nương bị nắm chặt bàn tay làm nàng căng thẳng phát sốt, phải biết rằng nàng sống lớn như vậy, ngoại trừ cùng lão công thân mật ra thì chưa. Từng cùng nam nhân thân cận qua như vậy, phương tâm không khỏi rối loạn. Nàng vội mắng, Phong Nhi, đừng có không biết lớn nhỏ. Nhìn ngươi làm ra hình dáng thế này, đúng là một đại sắc lang. Ta thực sự có chút không dám đem Lâm Lan gả cho ngươi đây. Lăng Phong cười hắc hắc, nói, sư nương, ngươi không biết thôi, con người của con rất hảo à. Người ta đối tốt với con cũng sẽ đối với người ta rất tốt. Sư nương nghiêng đôi mắt đẹp, hừ nói, tiểu hoạt đầu, ít tự biên tự diễn đi. Ta còn không biết lòng dạ nam nhân các ngươi, đều là ngoài miệng nói một đằng, sau lưng lại làm một nẻo. Không biết có bao nhiêu nữ nhân đều nói, si tâm nữ tử phụ lòng hán à. Lăng Phong đứng lên, vỗ vỗ bộ ngực của mình, dõng dạc nói, sư nương, người nói chính là bọn họ, không thể là Lăng Phong này. Ta Lăng Phong có thể là háo sắc, nhưng ta rất có trách nhiệm với nữ nhân của mình. Sư nương nói, được rồi, Phong Nhi, chúng ta phải cưỡi con khán sướng bổn, đi tới nhìn cho rõ. Nếu để cho ta phát hiện ngươi cùng lũ xú nam nhân giống nhau không có lương tâm, sư nương ta nhất định tự tay đem đầu ngươi cắt xuống. Lăng Phong hì hì cười nói, chuyện như vậy sẽ không bao giờ phát sinh. Cho nên sư nương hay là dùng khí lực cho việc khác đi. Sư nương không ngờ Lăng Phong lại là người hoạt bát như vậy, tâm tình cũng là vô cùng tốt, phảng phất áp lực cùng buồn rầu nhiều năm tích tụ đều bị gió thổi tan. Trong cơ thể của nàng, giống như đã lâu không có thoải mái khoái trá như vậy. Sư nương nhìn Lăng Phong mà cảm thấy như nhìn hài tử của mình, nàng bắt đầu quan tâm sâu sắc đến hắn. Nàng mỉm cười, lại hỏi chuyện gia đình hắn, điều này làm cho Lăng Phong càng thêm cảm thấy thân thiết. Bắt gặp Lăng Phong xuất thân từ gia đình giàu có, hôm nay đã phơi nắng ngăm đen, sư nương trong lòng cũng rất vừa lòng, cho rằng đứa nhỏ này có cố gắng, có chí khí, có dũng tâm cố gắng. Nàng lại không biết trong tâm lý Lăng Phong sớm đã tính toán như thế nào, từng bước đi một để cho sư nương thích mình, sau đó thân tâm hoàn toàn tiếp thu hắn là người yêu của nàng. Có lẽ đây mới là mục tiêu lớn nhất Lăng Phong hắn đến Hoa Sơn. Đây mới thật sự là hào quang vinh dự, khoái lạc mà hắn muốn có. Chương 16: Dâm tặc được vạn người kính ngưỡng. Đêm đã về khuya, Lăng Phong cứ trằn trọc ở trên giường, dù cố thế nào cũng không thể chợp mắt nổi. Chuyện này đương nhiên là do hồi sáng sư tỷ Tạ Lâm Lam cùng sư nương biểu hiện tình cảm quan tâm, nhưng trọng yếu hơn là do ban ngày Lăng Phong đã chứng kiến chuyện lạ trong hồ nước. Con người vốn bản tính tò mò, Lăng Phong cuối cùng cũng không diệt được ham muốn tìm cho ra căn nguyên mọi việc. Vì vậy hắn đã đứng dậy tự mình thăm dò một phen. Lăng Phong muốn biết rõ tại sao dưới ao lại vọng lên tiếng động, hơn nữa tiếng động này cứ như sấm dội vào tai, thật là kỳ quái quá. Đêm đen lúc này đã phủ kín không gian, Lăng Phong ỷ vào sự thông, thuộc đường đi lối lại, rất nhanh đi tới cạnh hồ sen mà không hề kinh động một ai. Trong phòng ánh đèn đã tắt, ban đêm rất tối lại tĩnh lặng, ở địa phương này thì cũng sẽ chẳng có ai tới tuần tra cả. Lăng Phong men theo bờ ao mà đi, chỉ thấy trong nước có một vòng ánh sáng đang lóe lên.
Nếu không do lúc này mặt trăng đang bị mây đen che khuất thì hắn cũng lầm tưởng ánh sáng lóe lên kia là ánh trăng. Thật ra mà nói Lăng Phong cũng không cho đây là ánh trăng, hơn thế nữa vị trí ánh sáng lúc này so với hồi sáng hoàn toàn giống nhau. Hắn xuống hồ và bắt đầu bơi đi, hắn bơi nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động tránh làm kinh động người khác. Khi bơi tới gần nơi phát ra ánh sáng, ở nơi trung tâm ánh sáng thấy được một bóng người trong suốt. Bên dưới đáy hồ thấy được huỳnh quang lóe sáng, ánh sáng thật chói mắt, có lẽ cần phải tới gần hơn để xem. Lăng Phong hít dài một hơi sau đó lặn xuống hồ, hắn cố trợn mắt nhìn xuống, cái lỗ nhỏ ngày càng sáng hơn, thậm chí còn sáng hơn lúc ban ngày hắn thấy. Nơi ánh sáng phát ra có một động khẩu, ngoại trừ ánh sáng phát ra thì không nhìn rõ cái gì nữa. Lăng Phong vẫn dùng tay phải cố thăm dò, hắn quyết tâm tìm hiểu tới cùng. Dưới sự hoạt động của bàn tay, hắn cảm giác được đây là một tiểu động khá sâu. Cũng không thể xác định bên trong có nguy hiểm hay không, hiện tại Lăng Phong có hai con đường lựa chọn, mạo hiểm xông vào hay từ bỏ. Lăng Phong từ bỏ là chuyện không có khả năng, không nghi ngờ gì nữa hắn chắc chắn sẽ chọn con đường thứ hai. Lăng Phong không hề do dự, bản tính hiếu thắng quyết không chịu thua khó khăn. Ý niệm đã quyết, hắn đã khắc sâu trong đầu nhất quyết phải tìm hiểu cho đến cùng. Hắn ngoi lên mặt nước hít một cái thật sâu, sau đó Lăng Phong lại lặn xuống nước thêm một lần nữa. Lần này Lăng Phong xem xét động khẩu rất cẩn thận. Cửa động ước chừng đủ cho một người chui lọt, Lăng Phong tuổi còn trẻ bởi thế tính cách rất bồng bột, hiếu thắng, thấy khó chẳng sợ, dù cửa động hơi hẹp nhưng hắn vẫn cố lách người tiến vào. Mới bước qua cửa động, lập tức rơi xuống động. Một tiếng bốp vang lên, Lăng Phong đã rơi trên mặt đất. Cố nhịn cơn đau trên cổ, hắn thầm nghĩ nguy hiểm thật, nếu không phải mình giữa không trung khi triển khinh công thì bây giờ đã không còn đứng được như thế này mà chắc đã tan xương nát. Không dám tưởng tượng tiếp nữa, Lăng Phong xoa xoa chỗ đau, đầu hướng bốn phía quan sát. Đây là một gian thạch thất hình lập phương, kích thước không lớn không nhỏ. Ở trung tâm thạch thất có một thạch kỷ, trên thạch kỷ có bày một bộ hài cốt. Lăng Phong chăm chú nhìn thạch kỷ, phía sau thạch kỷ có một tòa thạch giá, trên đó có bày rất nhiều bộ sách khác nhau. Mấy hòn đá bên phải có hình dạng khá giống một pho tượng đá, bất quá không giống chính là mặt trước có bày mấy bình gốm to nhỏ khác nhau. Thạch thất ở giữa có chứa một chiếc hộp bên trong chứa những hạt châu lấp lánh có ánh sáng màu vàng. Từ trong, thạch thất nơi Lăng Phong đến tận ngoài động đều được chiếu sáng bởi những hạt châu này. Cuối cùng khi Lăng Phong tiến đến lỗ nhỏ nhìn lại, chỉ cảm giác thạch thất rất cao và nhọn. Thì ra mật thất đã có nhiều tổn hại, có lẽ do thời gian nên đã bị nước ao ăn mòn, Lăng Phong dùng sức đẩy mạnh vách thạch thất. Thạch không vẫn đứng yên không chuyển động, chỉ có một ít tiếng ồn. Điều mà Lăng Phong không hiểu chính là tại sao nước trên ao lại không thể chảy xuống đây. Còn có điều nữa là ở đây một lúc cũng không nhìn ra đây là địa phương gì, thật là tức giận. Thạch thất kỳ quái này tràn ngập khói sóng, Lăng Phong tới đây không biết là họa hay là phúc nữa. Vô tình làm quấy rối nơi này, Lăng Phong trong lòng thấy có lỗi, liền hướng hải cốt lại ba vái, nói: "Tiền bối, tha tội vãn bối không biết gì đã quấy rầy nơi thanh tu của tiền bối, vãn bối ở đây xin tạ tội." Lời vừa dứt liền dập đầu tạ lỗi. Vừa mới dập đầu ba cái, đột nhiên có một phiến đá bên cạnh mở ra, thì ra trong này còn có một mật thất. Không đúng, tại sao lại có một cái mật thất dưới ao chứ? Dưới cái ao đã có một không gian không hề có nước đã là chuyện lạ, lại có thêm mật thất nữa thì. Cũng là tiểu ao, nhưng thật sự có quá nhiều điều làm người ta kinh ngạc. Ai? Trong lúc Lăng Phong kinh ngạc thì đột nhiên có người hô to một tiếng. Lăng Phong đại kinh, hắn không hề nghĩ trong mật thất lại có người, hắn quay đầu nhìn vào bên trong thì thấy có một người mặc quần áo rách nát quá mức. Mặt mũi thì dơ bẩn, tóc tai thì xám trắng, râu tóc trông y như một lão già. Hai chân đã bị xích khóa chặt, điều khiến Lăng Phong ngạc nhiên là lúc này trong tay lão già đang cầm một con cá, đang cho vào miệng ăn. Khi chứng kiến mật thất bị mở, lão buông con cá xuống, nhìn chằm chằm vào Lăng Phong đang đứng trước cửa. Tiền bối, sao? Sao ngươi lại ở đây? Lăng Phong kinh ngạc nhìn lão già. Ha ha, nghĩ không ra Tiêu Dao Vương ta bị nhốt ở chỗ này đã vài chục năm mà hôm nay lại gặp được một người, xem ra ông trời chưa muốn diệt Tiêu Dao Vương ta. Lão già tự xưng Tiêu Dao Vương há miệng cười ha ha. Lăng Phong không phải xuất thân từ võ lâm, nên đối với thân phận Tiêu Dao Vương là ai hắn chẳng biết. Bất quá với khẩu khí như thế có thể biết không phải là bạn của Hoa Sơn phái. Hơn nữa nhìn tay chân lão bị khóa chặt,
có thể đoán chắc lão là địch nhân của Hoa Sơn nên bị giam cầm ở nơi này. Người này chắc hẳn là kẻ cực hung cực ác mới bị giam cầm dưới nơi thâm sâu như thế này. Nhưng tại sao mình lên Hoa Sơn lâu như vậy mà chưa hề nghe các sư huynh, sư tỷ nói ở Hoa Sơn có nhốt một phạm nhân tên là Tiêu Giao Vương? À, xem ra lão già này bị giam đã vài chục năm, khi đó chắc sư huynh, sư tỷ cũng chưa có ở trên Hoa Sơn. Tiểu tử, quay lại cho ta. Tiêu Giao Vương nhìn Lăng Phong rồi quát lớn. Lăng Phong nghĩ đối phương coi Hoa Sơn là kẻ thù, chắc chắn với mình sẽ là điều bất lợi. Điều thứ nhất, nếu mình thả lão ta ra, chẳng khác gì mình là tội nhân của Hoa Sơn, điều đó tuyệt đối không thể. Thứ hai, nếu hắn là tử địch của Hoa Sơn, nhất định hận đệ tử Hoa Sơn thấy xương, cho nên nếu nói thực mọi việc chẳng khác gì tìm tử lộ. Lăng Phong vội nói, tiền bối, vãn bối chỉ vô tình tới đây, thật sự không có ý quấy rối tiền bối cứ tiếp tục ăn cá, vãn bối xin cáo từ. Lời vừa dứt, hắn liền xoay người định rời đi. Tiểu tử thúi, còn muốn chạy, mau quay lại. Tiêu Giao Vương cười lớn ha hả, bàn tay vung lên, Lăng Phong cảm thấy sau lưng có một lực lượng cường đại kéo mình lại, hai chân không tự chủ được bị nhấc lên, cả người bay vọt về phía sau. A! À, Lăng Phong kinh hãi hét lên một tiếng, hắn thật sự rất hoảng sợ. Á! À, một tiếng hét vang lên, Lăng Phong đã bị đối phương chụp lấy. Tiền bối, vãn bối thật sự chỉ vô tình quấy rầy. Lăng Phong khẩn khoản cầu xin tha thứ. Tiêu Giao Vương hét, nói ngay, ngươi có phải là đệ tử Hoa Sơn hay không? Lăng Phong cả kinh, trong lòng biết không thể nói thật. Vì vậy đành phải nói dối, không, ta không phải đệ tử Hoa Sơn, ta là dâm tặc Cửu Vĩ Hồ bị bọn họ bắt lên núi. Dâm tặc Cửu Vĩ Hồ. Tiêu Giao Vương nghe thấy tên này thì lấy làm tò mò, hắn hỏi, võ lâm bây giờ loạn thế sao, dâm tặc mà còn trẻ thế này sao? Lăng Phong nói, tiền bối, vãn bối thật sự vô năng, kỳ thật cũng không phải là đại dâm tặc gì cả. Bất quá chỉ dùng ít thủ đoạn để dụ dỗ một cô nương là vợ bé của người ta, nhưng cái phái Hoa Sơn lần này tới lần khác cứ xen vào việc của vãn bối, đòi chặt đầu vãn bối. Tình thế cấp bách quá nên vãn bối đành nhảy xuống ao, không ngờ lại làm phiền tiền bối. Hừm, phái Hoa Sơn là lũ hỗn đản, miệng đầy nhân nghĩa, nhưng thật ra đều là bọn ngụy quân tử, ra vẻ thanh cao, khinh khi tà phái. Tiêu Giao Vương nghe Lăng Phong thóa mạ Hoa Sơn thì vô cùng kích động hứng thú. Lăng Phong nhìn thấy thế thì mừng thầm, xem như mưu nhỏ của mình đã thành, có thể bảo vệ cái mạng nhỏ rồi. Tiêu Giao Vương đánh giá Lăng Phong một chút, sau đó không hề nói tiếng nào, liền kiểm tra kỳ kinh bát mạch của Lăng Phong, sau đó móc tiểu đệ đệ của hắn ra nhìn cả nửa ngày. Sau đó ha hả cười to, nếu không phải tay chân bị chế trụ, không chừng lúc này Tiêu Giao Vương đã đứng lên mà nhảy múa, không chừng có thể té ngã. Lăng Phong không hiểu lão muốn làm gì, có muốn thả mình hay không? Hắn hỏi, tiền bối, thả vãn bối ra đi. Tiêu Giao Vương quát, tiểu tử thúi, ngươi có một làm một dâm tặc xuất sắc nhất trên đời không? Làm dâm tặc xuất sắc. Lăng Phong sửng sốt vô cùng, nghĩ thầm mình vì cái gì lại sao lại ra như thế này? Lão này hết lần khác muốn biến mình thành dâm tặc, quả thực cũng do mình tự tìm phiền toái, tự dưng vào đây làm gì? Nhìn bộ dáng này của Tiêu Giao Vương không phải là muốn nhận đồ đệ, chứ sau đó bồi dưỡng thành thật dâm tặc thật sự. Chẳng lẽ ta lại trở thành công địch của võ lâm? Không, lão tử từ nhỏ đã có ước mơ vĩ đại làm một anh hùng hảo hán, được vạn người kính ngưỡng đại anh hùng, ai nguyện ý làm đại dâm tặc bị mọi người truy sát chứ? Tiền bối, qua lần kinh nghiệm này ta tự thấy mình không thể làm nổi một dâm tặc thật thụ. Nói bậy, tư chất của ngươi quả thực trời sinh dị bẩm, ngươi là trăm năm khó gặp, ngàn năm khó hiểm, thiên tài dâm tặc ngàn năm nay mới có. Tiêu Giao Vương hưng phấn vô cùng, lão không ngừng nói, cứ như là gặp được bảo tàng vậy. À, chẳng những là dâm tặc, mà còn là dâm tặc vĩ đại nhất cả ngàn năm này, chẳng lẽ ta lại là yêu xú ngàn năm, họa đến đời sau? Không, tuyệt đối không thể. Lăng Phong nghĩ thầm, hắn ủy khuất nói. Tiền bối, người đừng vui vẻ quá sớm, ta ngay cả một con nha đầy phái Hoa Sơn còn đánh không lại. Làm sao làm được dâm tặc nổi danh ngàn năm, chỉ sợ vừa mới ra ngoài liền bị người ta xem là dâm tặc giết ngay khi tuổi ta còn trẻ. Tiêu Giao Vương cười ha ha nói, đó là vì ngươi chưa gặp được ai, chỉ cần người bái ta làm thầy, ta bảo đảm ngươi sẽ là dâm tặc vĩ đại nhất trong ngàn năm nay, dâm tặc được vạn người kính ngưỡng. À, dâm tặc còn có thể được vạn người kính ngưỡng sao? Lăng Phong sững sờ nói, tiền bối, người có nói chơi hay không bầy,
nếu không thì hay quên ngay chuyện đó đi. Lăng Phong căn bản chưa hề nghĩ đến mình muốn làm đại dâm tặc nổi danh cả ngàn năm trên võ lâm, huống chi làm một dâm tặc thì nơi nơi chỉ để lại tiếng xấu ngàn năm, A-di-đà Phật. Các bạn đang nghe chuyện Kiều Kiều Sư Nương của tác giả Thanh Trà Đạm Phạn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 17, Cực phẩm dâm tặc. Tiêu Dao Vương nghe được ngữ khí nghi ngờ của Lăng Phong, lão liền nói, ngươi nghĩ rằng dâm tặc ta là dùng thủ đoạn hèn hạ để cưỡng đoạt sao, ta mà là loại dâm tặc đó ư? Dâm tặc như ta tựa như sở lưu hương, phong lưu tiêu sái, chiếm lấy trái tim của nữ nhân, khiến cho nữ nhân tự ngả đầu vào ngực ta. Cho nên muốn làm một chân chính dâm tặc phải có bộ dáng ngọc thụ lâm phong, khí chất tiêu sái nho nhã, võ công cao cường, đầu óc cơ trí, đương nhiên là phải có tiền nữa. Ngoài điều kiện có võ công cao cường ra, còn có một điều đặc biệt, đó là trời xanh dị bẩm, chính là Thất Tinh Liên Châu, ngàn năm mới có một tuyệt thế nhân tài. Thất Tinh Liên Châu, Lăng Phong sửng sốt, hắn nghĩ thầm, đây là vật gì chứ? Nghe Tiêu Dao Vương nói như vậy, khiến hắn nhất thời có chút động tâm. Tiêu Dao Vương thuyết giảng về dâm tặc, kỳ thật lại như là phong lưu hiệp khách, tựa như là lãng tử sở lưu hương đào hoa phong nhã quả thật được vạn nhân kính ngưỡng. Không đúng, sở lưu hương thật ra cũng là dâm tặc, bất quá là cao cấp dâm tặc chuyên đoạt lấy trái tim nữ nhân. Nếu như sở lưu hương có thể danh chấn thiên, hạ, ta Lăng Phong tại sao lại không thể? Nếu học được bản lãnh dâm tặc, sư nương, sư tỷ còn có những mỹ nữ trên giang hồ đều chẳng phải nằm trong tay ta sao, chẳng phải giấc mộng chính mình đã thành sự thật sao? Thật là quá tuyệt vời, dâm tặc tuy danh tiếng hơi bất hảo nhưng chỉ cần làm cho tốt, thì đó chính là danh mãn giang hồ phong lưu hiệp khách. Phong lưu hiệp khách được vạn nhân kính ngưỡng dâm tặc, kỳ thật chỉ là một hồi sự tình mà thôi, chẳng qua là người ta viết vào lịch sử như thế nào mà thôi. Nếu ta đủ khả năng giống như sở lưu hương cái loại dâm tặc được vạn nhân kính ngưỡng, không, sở lưu hương đã trở thành một dâm tặc xuất sắc, bây giờ bái ông ta làm sư phụ cũng rất xứng đáng. Tiền bối, cái gì là Thất Tinh Liên Châu, vãn bối còn chưa rõ. Lăng Phong hỏi. Tiêu Dao Vương nói, ta thấy tiểu đệ đệ ngươi trời xanh dị bẩm, phía trước có 7 viên ngọc châu. Tựa như bắt đầu thất tinh xếp hàng, có loại lợi khí trời xanh dị bẩm này thì sau này ngươi chính là khắc tinh của nữ nhân. Lăng Phong vừa nghe xong, liền cởi quần ra tự nhìn tiểu đệ của mình. Hắn nhìn mãi vẫn không thấy có thay đổi gì, không thấy cái gì 7 viên ngọc châu như lời Tiêu Dao Vương nói. Vì vậy hắn ủ rũ nói, tiền bối, không nên nói giỡn vãn bối làm gì, ta sống đã vài chục năm mà chưa bao giờ thấy cái gì là ngọc châu trên người cả. Đó là bởi vì ngươi không có tu luyện đến nơi đến chốn, cho nên ngọc châu căn bản không có xuất ra. Tiêu Dao Vương nói, ban Thất Tinh Liên Châu chính là ân tứ lớn nhất của ông trời dành cho nam nhân. Nếu như thành công kết hợp với ngự nữ tâm kinh của Tiêu Dao phái thì sẽ trở thành khắc tinh của nữ nhân khắp thiên hạ. Đừng nói một người, tất cả đàn bà khi gặp ngươi đều sẽ thần phục tuyệt đối, tuyệt không phản nghịch. Ngoài ra chỉ cần hấp thu nguyên âm nữ nhân có thể gia tăng công lực, thậm chí có thể gia tăng tuổi thọ, trường sanh bất lão. Sao, không quá khoa trương đấy chứ? Trường sanh bất lão? Thế không phải thành yêu quái sao? Lăng Phong càng nghe càng thấy không thể hiểu được. Tiêu Dao Vương nói, cho dù không thể trường sanh bất lão, thì cũng có thể giúp ngươi sống lâu hơn, sống 300 năm không phải là vấn đề. 300 đến 500 năm, quá khoa trương rồi. Lăng Phong lắc đầu, nói, không cần lâu như vậy đâu, thế thì thành yêu quái rồi. Yêu quái thì có gì không tốt chứ, có thể tự do tận hưởng các loại mỹ nữ, Tiêu Dao Vương nói. Lăng Phong nói như vậy thì cần phải hấp thu nguyên âm của nữ nhân. Hấp thu nguyên âm của nữ nhân chẳng phải khiến người ta sức kiệt mà vong mạng, tâm pháp này tà ác quá, ta không muốn luyện đâu. Tiêu Dao Vương ha ha cười to, hắn nói, nhìn không ra tên tiểu tử này lại có lương tâm như vậy, lại còn biết thương hương tiếc ngọc, thật là một dâm tặc thiên tài. Nói cho ngươi biết, ngự nữ tâm pháp của bổn môn được dùng cho nam nữ song tử, khi ta hấp thu nguyên âm của đối phương, cũng sẽ bị đối phương hấp thu nguyên dương vào trong người, giúp đối phương đả thông kỳ kinh bát mạch. Đồng thời khoái lạc kinh lạc, khiến nữ nhân dễ chịu thoải mái, giữ được thanh xuân, hơn nữa công lực tăng rất lớn. Đây chính là chuyện nhất cứ lưỡng tiện rất tốt, bởi vậy nữ nhân của ngươi càng nhiều càng tốt. Thần kỳ như vậy sao? Lăng Phong quả thực không dám tin tưởng điều này. Tiêu Dao Vương nói, chỉ cần luyện chẳng phải sẽ biết thật hư hay sao?
Sư phụ tại thượng, xin nhận lại này của đệ tử Lăng Phong. Nói rồi, Lăng Phong không chút do dự vội hướng Tiêu Dao Vương liên tiếp khấu đầu 9 cái. Phải biết đạo lý tại giang hồ, nếu sư môn biết được chuyện hắn đầu nhập ác môn tuyệt đối sẽ không tha chuyện này. Lăng Phong thân là đệ tử Hoa Sơn lại bái nhập phái Tiêu Dao, đây là chuyện phản bội tổ tông rất nghiêm trọng. Hảo đồ đệ, hảo đồ đệ. Tiêu Dao Vương cười to một trận, Tiêu Dao Vương ta rốt cục đã có truyền nhân rồi, lão thiên có mắt à. Nếu con đã bái ta làm thầy, vậy ta sẽ truyền cho con tâm pháp thượng thừa của Tiêu Dao phái, Tiêu Dao kinh. Tiêu Dao Vương cao hứng nói. Lăng Phong vừa nghe, nói, sư phụ không phải muốn ta trở thành dâm tặc sao, luyện tập Tiêu Dao ngự nữ tâm kinh để làm gì? Tiêu Dao Vương thuyết, đó là mục đích cuối cùng của việc tu luyện, con muốn trở thành dâm tặc vĩ đại nhất. Đầu tiên không thể nhượng bị người khác đánh bại, có thế thì công phu trên giường của tiểu đệ con mới cường thịnh, công dụng được. Lăng Phong nghe xong, tức giận nói, ta đây phải luyện bao nhiêu năm mới trở thành cao thủ không thể bị võ lâm cao thủ khác đánh bại đây. Tiêu Dao Vương vừa nghe xong liền nói, chớ nói nhảm, ta nói cho mà nghe. Chỉ cần gia nhập làm môn hạ của Tiêu Dao phái, tu luyện Tiêu Dao tâm pháp, thêm vào con trời xanh dị bẩm, chỉ cần nắm vững Tiêu Dao tâm kinh, thế rất nhanh trở thành cao thủ hàng đầu võ lâm. Trời xanh con đã có kinh mạch hỗ thông, thật sự là chuyện mà võ lâm nhân sĩ ai ai cũng mơ tưởng. Bây giờ ta nói cho con tâm pháp, nhớ kỹ, hạ âm nãi long huyệt sở tại, kinh thiên bách niên linh khí ngưng luyện, dĩ nhiên kết thành huyền châu, tập trung tinh hoa của thiên địa. Cụ hữu đoạt thiên địa tạo hóa chi công cũng bởi vì như thế, thực ra ẩn chứa tinh hoa của thiên địa. Chỉ có những con người phi thường mới có thể cảm thụ, thiên địa chi chánh, ngự lục khí chi biện, dĩ du vu vô cùng, thị vi Tiêu Dao. Lăng Phong trời xanh thông minh, Tiêu Dao Vương mới truyền thụ một lần, hắn từng chữ đều nhớ rõ và còn có thể đem rõ nguyên lý trong đó thuyết ra. Điều này khiến cho Tiêu Dao Vương giật mình, lão nói, thật là giỏi, con không cần 10 năm mới có thể xuất sư đâu. Lại đây, ăn cái này, sau đó dựa theo tâm pháp ta vừa truyền thụ mà tu luyện. Lão vừa nói, vừa thản nhiên cầm một viên dược hoàn bỏ vào trong miệng Lăng Phong. Lăng Phong cũng không dám lười biếng, hắn khoanh quân, xếp bàn, lập tức vận dụng Tiêu Dao tâm kinh. Chỉ cảm thấy một đạo hàn lưu từ trên cao đi xuống thẳng bụng, ban đầu thì chưa thấy cảm giác gì. Đột nhiên cổ hàn lưu chia ra làm 6 phần, trong đó một đạo chạy tiếp khắp cơ thể, 5 đạo còn lại lực lượng rất mạnh. Lăng Phong tập trung toàn bộ thần thức, phảng phất như đang chứng kiến 6 loại kình khí khác nhau. Chúng nó tựa như có ý thức, đang giằng co phân cực ở đan điền của hắn. Nhất phương thì không rõ tung tích, 5 đạo còn lại đang chống lại kình khí màu bạc rất mạnh, có thể phân biệt thành hoàng, thanh, lam, hồng, hôi 5 màu kình khí. Cả hai đều cho nhau cảm giác đối phương đang lặng yên, bất quá cuối cùng cũng không phải như thế. Kình khí màu bạc tuy rất mạnh nhưng cũng không thắng được 5 loại kình khí liên thủ. 5 loại kình khí cường đại không giống nhau cũng không phải hợp tác để bắt kình khí màu bạc. Song phương cứ như vậy giằng co một hồi, 5 đạo kình khí bất đồng không kiên nhẫn nổi, tựa như ác long vùng vẫy hướng 5 hướng khác nhau phóng đi. Ngay lập tức lúc đó, Lăng Phong cảm thấy toàn thân như bị đao cắt, thân thể trùng đau đớn khí huyết quá nhiều. Khí huyết trong kinh mạch quay cuồng xoay chuyển tựa như ngọn lửa thiêu đốt. Lăng Phong cảm giác giống như đang ở trong nham thạch nóng bỏng vô cùng cực khổ, một tia thần trí cố khống chế Tiêu Dao tâm kinh vận hành. Nhưng chính trong lúc thống khổ không bút nào tả xiết này, phải biết rằng 5 đạo giao long kình khí bàn trong kinh mạch hắn đang phiên giang đảo hải. Biến kinh mạch của một người bình thường như Lăng Phong thành một dòng suối nhỏ chảy xiết không ngừng. Giống như một người bộ hành đang đi bộ trên đường lại ngồi lên xe ngựa, nếu không phải nghị lực phi thường sợ rằng phải chết ngất. Trong khi cơ thể Lăng Phong ngân khí thấy cơ hội liền chia ra làm 5 đạo khác nhau. Trong đó một đạo đuổi theo kình khí màu đỏ, không chút do dự nhào tới, giống như mãnh hổ vồ mồi. Kình khí màu đỏ đâu dễ dàng chịu thua, một hồi long tranh hổ đấu nổ ra. Đương nhiên kẻ lại là Lăng Phong, lúc này Lăng Phong chỉ còn biết bó tay dùng thần trí cố kìm hãn mà thôi. Người ta đã có câu lưỡng hổ tương tranh tất hữu nhất thương, huống chi bây giờ là nhất hổ nhất long. Ngân khí màu bạc đã phân làm 5 giờ địch lại kình khí màu đỏ, kiên trì khá lâu cũng phải bại trận, nếu không thoái chí đầu hàng sợ rằng cũng bị kình khí màu đỏ hút lấy. Đồng dạng tình hình phát sinh ở xung quanh, kình khí màu bạc không tự lượng sức, vọng tưởng mình đó thể đối đầu với 5 kình khí kia. Tự chia làm 5 cổ kình khí màu bạc để tiến công 5 kình khí kia, lần này thấy nguy lại định hợp lại.
Trong khi kình khí màu đỏ đang nuốt chửng kình khí màu bạc thì năm kình khí bạc sắp dung hợp trở lại. Ngay lúc Lăng Phong cảm giác dục sanh dục tử thì Tiêu Dao Vương đột nhiên điểm vào nhâm đốc nhị mạch của hắn. Lăng Phong nhất thời cảm thấy một đạo thanh lương đã chạy vào trong kinh mạch hắn, nhẹ nhàng làm dịu đi vết thương của Lăng Phong, tựa như sau cơn mưa trời lại sáng, khoan khoái dễ chịu. Đồng dạng như thế, một người khai đường phía trước, khí thế rất hăng. Một người ở phía sau, đang hấp thu khí chất hàn băng cường thịnh. Rốt cục hai cổ kình khí gặp nhau, cường nhược lập tức phân, cá thể yếu đuối lập tức bị cắn nuốt. Lăng Phong chỉ cảm thấy lúc này toàn thân nhẹ nhõm như bay lên khỏi mặt đất, tựa như đằng vân giá vũ, lên trời ngao du. Đột nhiên hắn thấy quanh người lạnh lẽo, tựa như đang rơi vào nơi sâu nhất trong bích hải, có những đàn cá dữ đang bởi lượn. Nhất thời đang ở nhà đọc sách, nhất thời đang ở hoa sơn khổ luyện võ công, sau đó lại không phải như vậy. Lo lắng hoảng hốt, đột nhiên bầu trời nổi mưa to, nhưng trên người lại vô cùng nóng. Điều như thế xảy ra thật kỳ lạ, mấy cá thế kia cuối cùng hoàn toàn hạ được kình khí màu bạc. Sau cùng, trong cơ thể Lăng Phong chỉ còn 5 kình khí đã dung hợp kình khí màu bạc. Không còn kình khí cuồng bạo như trước, chỉ còn một kình khí cực mạnh đang giận dữ vận chuyển. Lúc này kình khí đang án ngữ trong cơ thể Lăng Phong vận theo Tiêu Dao tâm pháp mà tuần hoàn trong cơ thể, chữa trị kinh mạch đã bị tổn thương của Lăng Phong. Đương nhiên lúc này Lăng Phong sớm đã bị kình khí làm cho bất tỉnh, hắn nhớ lại quá khứ, nhưng vẫn bất tỉnh nhân sự nằm trên đất. Tuy nhiên có một điểm có thể tin được là hiện giờ Lăng Phong đã không phải con người bình thường, bởi vì trong người hắn đã xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt. Người khác cả đời cố gắng cũng không thể đả thông kỳ kinh bát mạch, giờ hắn kinh mạch sung mãn, tất cả đều thông, một người trong một canh giờ ngắn ngủi thực hiện được điều này quả thực là không rất khó tin. Biểu hiện kinh người này làm cho Tiêu Dao Vương vô cùng kinh ngạc cùng cao hứng. Lăng Phong không biết rằng từ giờ khắc nay trở đi trên đường đời hắn đã trở thành dâm tặc được vạn người kính ngưỡng. Chương 18. Tiêu Dao ngự nữ tâm kinh. Không biết trải qua bao lâu, Lăng Phong từ từ tỉnh lại. Mở mắt ra, Lăng Phong cảm giác thế giới thực không giống. Hết thảy đều rất minh bạch, sắc thái rõ ràng, sinh động mỹ lệ. Bên tai còn nghe rõ tiếng nước chảy bên ngoài, tiếng con cá nhỏ bơi lượn, tiếng côn trùng phát ra từ lòng đất. Mình cư nhiên lại có thể nghe được những thanh âm nhỏ và xa như vậy, chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tất cả những việc này, nếu là trước kia Lăng Phong chưa bao giờ cảm thụ được, chỉ là bây giờ lại cảm nhận vô cùng chân thực. Đây nhất định là cảnh giới thiên tiên mang đến, thật không biết nên hay không tin tưởng. Lăng Phong một đêm đã đạt được mong ước của vạn người bước vào cảnh giới tối cao, hắn không còn là một đệ tử hoa sơn yếu đuối như trước kia nữa, bây giờ hắn đã mang trong mình võ công tuyệt thế. Tất cả đều phát sinh rất bất ngờ, tựa như ảo mộng. Lăng Phong thả lỏng tâm tình, xem kỹ lại cơ thể một lượt, tuyệt không có gì bất thường. Chỉ là da rẻ trắng ra rất nhiều, giống như là hài, như vậy. Y phục cũng đã nhỏ đi một ít, xem ra bản thân mình lại cao hơn lúc trước. Sư phụ, thật là thần kỳ. Lăng Phong mừng rỡ hướng về Tiêu Dao Vương nói. Nhìn thấy Tiêu Dao Vương, Lăng Phong không khỏi giật mình cả kinh, chỉ qua một đêm mà trông lão tiểu tụy như già đi vài chục tuổi. Trên khuôn mặt vốn sung mãn lúc này chẳng chịt những nếp nhăn, mái tóc cũng rụng gần hết. Ý nghĩ đầu tiên của Lăng Phong chính là mình hôn mê đã bao nhiêu năm? 30 năm? 50 năm? Làm sao mà người này đột nhiên lại già đi như thế? Tiêu Dao Vương trước mặt quả thật không thể tưởng tượng, không có 120, cũng phải có 100 tuổi. Tiêu Dao Vương híp hai mắt, có khí mà không có lực nói, đại công cáo thành. Đồ nhi ngoan, ngươi phúc trạch vững chắc, thật vượt xa kỳ vọng của ta, ngươi hướng vách gỗ này đánh ra một trường xem. Lăng Phong có chút không rõ, y lời Tiêu Dao Vương đánh ra một trường, chỉ nghe rắc rắc một tiếng vang lên, bức tường gỗ vững chắc lập tức đổ sụp. Lăng Phong ngây người cả kinh, mình căn bản không có dụng lực, nếu mà dụng lực, chẳng phải đã phá nát cả cái động này rồi sao? Hắn ngạc nhiên hỏi, sao có thể như thế? Tiêu Dao Vương vẻ mặt tươi cười, hết sức vui mừng, nói, đây là kết tinh nội công tinh hoa của 16 đại trưởng môn Tiêu Dao phái. 16 đại trưởng môn? Lăng Phong kinh hãi. Tiêu Dao Vương mỉm cười, nói, chẳng lẽ ngươi đến giờ còn không rõ? Còn không nghĩ ra sao? Lăng Phong cảm giác được biến hóa trên người mình, trong lòng đột nhiên minh bạch, là Tiêu Dao Vương đem nội lực bản thân toàn bộ truyền cho mình, xem chừng thời gian của lão cũng không còn nhiều. Sư phụ, người,
người cần gì phải làm như vậy? Tiêu Dao Vương mỉm cười, nói, mỗi đệ tử Tiêu Dao khi dầu cạn đèn khô, đều phải làm như vậy, đời thứ nhất truyền cho đời thứ hai truyền cho đời thứ ba. Truyền tới ta đã là đời thứ 16, tới ngươi là 17. Tại sao đệ tử Tiêu Dao phái chúng ta càng ngày càng mạnh? Tại vì mỗi người ngoài tự mình tu luyện, còn tiếp nhận nội công tinh hoa của đời trước. Cứ như thế tích lũy càng ngày càng nhiều, trên người ngươi lúc này tập hợp nội kình của 16 đời trưởng môn, mỗi trưởng môn đã là rất lợi hại rồi. Huống chi đây lại là 16 người, nếu tính cả tu vi sau này của ngươi, ngươi chính là võ lâm đệ nhất nhân không thể nghi ngờ. Kỳ thật, dựa theo trên người Lăng Phong tập hợp nội lực của 16 vị đại trưởng môn, không cần tu vi của hắn, cũng đã là thiên hạ đệ nhất nhân rồi. Sư phụ, đệ tử thật hổ thẹn. Lăng Phong liên tiếp dập đầu. Tiêu Dao Vương mỉm cười nói, đồ nhi, ta bị lão tặc Bạch Thanh Tùng giam tại chỗ này gần 20 năm, thật ra kinh mạch đã đứt hết, ta sở dĩ kiên cường chống đỡ tới tận bây giờ. Chính là để đợi một người tới, sau đó đem toàn bộ võ công truyền thụ cho hắn. Thật may, ông trời rốt cục cũng không bạc, cho thầy trò ta có duyên gặp gỡ. Thì ra, Tiêu Dao Vương nguyên là đệ tử đích truyền đời thứ 16 của Tiêu Dao Phái, tên là Lý Tiêu, xưng là Tiêu Dao Tử. Tiêu Dao Môn mặc dù là một môn phái, nhưng thực ra đệ tử rất ít, bọn họ cơ bản chính là môn phái một người. Bởi vì đệ tử Tiêu Dao Môn đều là thái hoa dâm tặc nổi tiếng giang hồ, cho nên luôn bị võ lâm chánh phái khinh ghét. Thế nhưng bọn họ làm việc quang minh lỗi lạc, cho tới bây giờ không hề có hãm hiếp phụ nữ, bọn họ là dâm tặc, nhưng chỉ trộm nghĩ trong lòng. Bọn họ hành tẩu giang hồ luôn độc lai độc vãng, thấy chuyện bất bình chẳng tha, cho nên tà phái đối với Tiêu Dao Tử cũng là hận thấu xương. Nói lại Tiêu Dao Môn cũng được coi là chánh phái, chỉ là họ không được chánh phái chào đón, lại không thể cùng tà phái câu kết, bị kẹp ở giữa, vừa chánh vừa tà. Tiêu Dao Môn vì không muốn liên lụy người vô tội, cho nên trước nay môn phái chỉ có một người, như vậy cũng sẽ không liên lụy đệ tử. Người khác muốn tìm bọn họ cũng rất khó, một người cho dù là hành tẩu giang hồ hay trốn chạy, đều là cực kỳ thuận tiện. Cái này gọi là một người ăn no, cả nhà không đói, đạo lý chính là như vậy. Mỗi đời đệ tử Tiêu Dao Môn vì để kế thừa võ công bổn môn, tới khi 50 tuổi sẽ nhận một đệ tử, đem tất cả võ công truyền lại cho hắn. Lý Tiêu là đệ tử thứ 16, bởi vì 16 năm trước cùng thánh nữ ma giáo yêu thương nhau, kết quả là bị hai phái chánh tà truy giết. Cuối cùng bị trưởng môn Hoa Sơn phái đời trước Bạch Thanh Tùng, khi ấy là võ lâm minh chủ, cũng chính là cha của sư nương Bạch Quân Nghi, cùng với tinh anh bát đại phái vây giết tại Hoa Sơn. Lý Tiêu một mình chống lại hơn 100 cao thủ bát đại môn phái, rốt cục cũng không địch lại, bị bọn họ bắt được. Bởi vì Bạch Thanh Tùng thèm muốn võ công tuyệt học phái Tiêu Dao, cho nên đã dùng người đánh cháo, chặt đầu tên Lý Tiêu giả kia. Còn Lý Tiêu thật thì đem nhốt tại mật thất dưới đáy hồ, bắt Lý Tiêu phải đem võ công tuyệt học giao nộp cho lão. Lý Tiêu vì giữ mạng sống, đã đem Tiêu Dao tâm pháp cố ý đảo lộn, khiến cho Bạch Thanh Tùng tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng chết ở trong mật thất. Lý Tiêu bởi vì kinh mạch đứt đoạn, hơn nữa lại bị Hàn Thiết Thiên Sơn ngàn năm chế trụ, căn bản không cách nào chạy thoát. Chỉ có thể mỗi ngày vận khí hút lấy cá ở trong ao mà duy trì tính mạng, chẳng qua chỉ là đợi một người tới truyền thụ võ công, tránh cho Tiêu Dao phái phải chịu họa diệt môn. Thế nhưng lão cũng chưa từng nghĩ đến, người tới gặp lão lại là kỳ tài võ học ngàn năm có một, cũng chính là Lăng Phong. Vừa rồi Lý Tiêu một bên bảo Lăng Phong tu luyện Tiêu Dao tâm pháp, một bên lại đem nội lực của mình truyền cho hắn, cho nên lúc này Lăng Phong mới phát sinh biến đổi to lớn như thế. Chỉ là Lăng Phong không biết, bằng vào nội kình của hắn bây giờ, tuyệt đối đã là thiên hạ đệ nhất nhân. Lăng Phong nghe xong chuyện của Tiêu Dao Vương, trong lòng kinh ngạc không thôi, chẳng ngờ Hoa Sơn trưởng môn lại ti bỉ như thế, càng không ngờ bộ xương khô kia lại chính là cha của sư nương. Tiêu Dao Vương kể xong, lại đem toàn bộ võ công tâm pháp Tiêu Dao phái nhất nhất truyền dạy, cuối cùng mới đến trấn phái Chi Bảo Ngự Nữ Tâm Kinh. Tiêu Dao Vương nói, đồ nhi, ta đã dốc hết sở học của mình truyền thụ, ngày sau ngươi tu luyện thế nào, chỉ có thể tự mình cố gắng. Việc vi sư có thể làm, chỉ có thể tới đó. Bên ngoài mật thất còn có một số bí tịch võ công các môn phái, đây đều là do Tiêu Dao phái chúng ta thu thập được, Bạch Thanh Tùng bức ta giao ra. Ngươi có thể lấy xem qua một chút, nhưng cũng không cần phải luyện, bởi vì võ công Tiêu Dao phái chúng ta còn lợi lại hơn rất nhiều. Đồ nhi, vi sư muốn ngươi thay ta làm một chuyện, ngươi có đáp ứng không? Lệnh của sư phụ,
đệ tử dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không dám từ nan. Lăng Phong lập tức nói, Tiêu Dao Vương lộ ra thần sắc vui mừng, nói, thật ra cũng không phải chuyện gì khó khăn. Năm đó ta tới Hoa Sơn phó ước, đã cùng sư nương ngươi ước định, nếu ta còn mệnh, nhất định sẽ trở về Tô Châu gặp nàng. Đời này ta không thể đi, tính ra, ta bị nhốt ở đây cũng có 15 năm rồi. Ta hy vọng ngươi có thể tới Tô Châu gặp nàng, sau đó thay ta chiếu cố sư nương cùng sư muội của ngươi. Sư muội? Lăng Phong sửng sốt hỏi. Tiêu Dao Vương mỉm cười giải thích, năm đó sư nương ngươi sở dĩ không cùng ta lên Hoa Sơn là bởi nàng vừa mới sinh cho ta một nữ nhi. Sau đó lại bị ma giáo đưa về tổng đàn, ta trước khi đi đã cùng sư nương ngươi ước hẹn, 8 năm sau sẽ gặp lại ở Tô Châu. Đồ nhi, ngươi hiểu chưa? Lăng Phong gật đầu nói, sư phụ, con nhất định sẽ tìm được sư nương. Tiêu Dao Vương thở dài nói, ngươi phải chiếu cố mẹ con nàng cho tốt, ngươi hiểu ý của ta chứ? À, Lăng Phong cả kinh, là một nam nhân, đối với từ chiếu cố này, hắn còn có thể giải thích, từ ánh mắt thỉnh cầu của Tiêu Dao Vương, hắn hoàn toàn hiểu được. Thế nhưng mình cả đời đâu có gặp qua chuyện hoang đường như vậy, bây giờ sư phụ lại bảo mình chiếu cố sư nương, chuyện này thực sự không thể tưởng tượng. Bất quá nói lại, đây mới chính là bản sắc của đệ tử Tiêu Dao phái, quả nhiên là đủ Tiêu Dao đủ tà phái. Lại nghĩ, sư phụ đã ngoài 60, vậy sư nương chẳng phải cũng đã già rồi sao? Chiếu cố nữ nhi của bọn họ còn có thể, chứ sư nương liệu có thể miễn không? Lăng Phong trong lòng thầm nghĩ, nhất thời không biết nói gì cho tốt. Tiêu Dao Vương tựa như nhìn thấu tâm tư Lăng Phong, tiếp tục nói, thật ra năm đó vi sư hành tẩu giang hồ, phong lưu thành tính. Vô số giang hồ hiệp nữ, yêu nữ đều vì ta mà điên cuồng, nữ nhân có danh phận tương hảo với ta, cũng là sư nương ngươi không dưới 20 người. Nhưng khi ta gặp được thánh nữ ma giáo, rốt cục đều từ bỏ hết các nàng. Năm đó sư nương ngươi mới có 16 tuổi, vì nàng, ta không ngại đắc tội với cả võ lâm, sư nương ngươi cũng phản bội ma giáo, chúng ta ngày ngày sống trong sự truy sát của hai phái chánh tả. Khi sư nương ngươi sinh tiểu hài tử mới có 18 tuổi, lúc ấy võ lâm chính phái phát hiện ra hành tung của chúng ta, không còn chỗ ẩn náu. Ta đành phải để sư nương ngươi cùng nữ nhi trở về ma giáo, còn ta một mình khiêu chiến nhân sĩ chính phái, ước hẹn khi trước tính ra đã 18 năm rồi. Lăng Phong trong lòng sửng sốt, nói như vậy, sư nương năm nay chẳng phải mới chỉ có 31 tuổi sao? Khó trách sư phụ lại muốn mình chiếu cố nàng, nữ nhân 30 như lang như hổ, sư nương vì sư phụ mà thủ giá lâu như vậy, chắc là trong lòng cũng rất khó chịu. Bất quá Lăng Phong không khỏi khâm phục sư phụ, chuyện như vậy, nếu đổi lại là hắn, thì vạn vạn lần không có khả năng làm được. Ma giáo thánh nữ, mỹ nữ vang danh võ lâm năm đó, theo như lời Tiêu Dao Vương, thì sắc đẹp tuyệt không dưới sư nương Bạch Quân Nghi. Nếu đúng như thế, thì dù mình có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng phải tận lực vâng mệnh vi sư, chết cũng không từ. Các bạn đang nghe chuyện Kiều Kiều Sư Nương của tác giả Thanh Trà Đạm Phạn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 19, Sư Nương Vô Số. Lăng Phong vui vẻ thụ mệnh, Tiêu Dao Vương lại nói, về phần những người yêu cũ của ta, nếu ngươi gặp được các nàng, có thể chiếu cố thì tận lực chiếu cố. Dù sao ta cũng nợ các nàng một đời thanh xuân, cũng khiến các nàng trễ muộn hạnh phúc, điều duy nhất ta có thể bù đắp, chính là an bài ngươi chiếu cố bọn họ. Sư phụ, Lăng Phong kinh ngạc không ngừng thốt lên, Tiêu Dao Vương này không phải ta tầm thường. Lời này chính là bảo mình thay thế lão đi chiếu cố hết các sư nương, như thế chẳng phải là loạn luân thường đạo lý sao? Tiêu Dao Vương nói, ta biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì, cứ xem như đó là lời sám hối của vi sư đi. Ngươi đeo vào ngọc ban chỉ này, nó chính là vật truyền thừa qua các đời đệ tử Tiêu Dao phái. Có nó, các lão bà của ta tự nhiên sẽ nhận ra ngươi, tin tưởng toàn bộ lời ngươi nói. Lăng Phong nhận lấy ngọc ban chỉ từ tay Tiêu Dao Vương, nói, sư phụ, nếu chẳng may con đánh mất ngọc ban chỉ này thì sao? Tiêu Dao Vương cười ha ha nói, ngươi đã tu luyện Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh, khi ngươi cùng nữ nhân hợp hoan, đối phương có thể nhìn thấy trên trán ngươi ánh lên hai chữ Tiêu Dao, đó là do cơ thể ngươi ngưng tụ khí thần mà thành. Cảnh tượng thần kỳ này, chỉ có Tiêu Dao đệ tử mới có thể làm được, bởi vậy đây cũng chính là một biện pháp chứng minh thân phận của ngươi. Đương nhiên, chỉ có ngươi và nữ nhân cùng hợp hoan mới có thể nhìn được, người ngoài căn bản không thể thấy. Sư phụ, con
con làm sao có thể đối với sư nương như vậy? Lăng Phong thất thanh kêu lên, hắn vạn lần không có nghĩ đến Tiêu Dao Vương lại khoáng đạt, thẳng thắn như thế. Tiêu Dao Vương ha ha cười to, nói, đừng quên, mục đích của ta chính là bồi dưỡng ngươi trở thành dâm tặc mẫu mực ngàn năm có một, có chuyện gì ngươi lại không thể làm? Vi sư không có cái gì có thể cho ngươi, những sư nương này coi như là lễ vật của ta, đương nhiên, ngươi phải tự biết tranh thủ. Các nàng không phải là ăn chay, mỗi người đều là hoa hồng lắm gai hay hổ cái, nếu mà chơi đùa không cẩn thận, cái mạng nhỏ của ngươi cũng khó bảo toàn. Lăng Phong trong lòng toát mồ hôi lạnh, nhìn lại Tiêu Dao Vương, cho tới tận bây giờ hắn chưa hề thấy qua vẻ tà ác của lão như lúc này. Một công tử tiếp nhận sự giáo dục chính thống như hắn thực không cách nào thích nghi. Mặc dù ngày thường hắn biểu hiện cũng rất điên cuồng và hoang đường, thế nhưng so với Tiêu Dao Vương thì thực là cách nhau một trời một vực. Trả lời ta, vừa rồi ta nói, ngươi có đáp ứng không? Tiêu Dao Vương đột nhiên nghiêm túc nhìn Lăng Phong hỏi. Lăng Phong do dự một chút, cũng nghiêm chỉnh đáp, đệ tử xin tuân mệnh. Tốt lắm, ta quả nhiên không nhìn nhầm ngươi. Tiêu Dao Vương nói, ha ha cười to một trận, hảo đồ nhi, với tư chất của ngươi, cộng với võ công ta truyền thụ, phỏng chừng thời gian một năm ngươi sẽ hiểu được thông suốt. Nếu gặp chỗ nào không rõ, phải đi gặp sư nương ngươi, xin nàng chỉ điểm cho. Nói tới đây, lại ho khan lia lịa, hơi thở không thông. Lăng Phong nói, sư phụ, xin người cứ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ hoàn thành sứ mạng. Tốt, tốt, tốt. Tiêu Dao Vương liên tiếp nói ba tiếng tốt, đột nhiên toàn thân phát run, thân hình từ từ gập xuống, hai tay buông thõng xuống đất, tựa hồ như sắp hư thoát. Lăng Phong lấy làm kinh hãi, đưa tay đỡ lấy người lão, nói, sư phụ, người làm sao vậy? Tiêu Dao Vương nói, tất cả công lực tu luyện một đời của ta đều đã truyền cả cho ngươi, bây giờ kỳ hạn đã hết, đồ nhi, sau này mệnh số của ngươi chỉ có thể do ngươi tự mình. Nói tới đây, thanh âm đã rất nhỏ, cơ hồ không thể nghe thấy, đột nhiên lão ha ha cười to vài tiếng, thân thể gục xuống phía trước, trán chạm xuống đất, lập tức bất động. Lăng Phong đỡ lão dậy, xem lại hơi thở, thấy khí đã tuyệt, không khỏi thất thanh gào lên, sư phụ. Mặc dù Lăng Phong cùng Tiêu Dao Vương ở chung không được một ngày, nhưng Tiêu Dao Vương ân tình đối với hắn, thực sự giống như cha sanh mẹ đẻ. Chưa nói đến tinh hoa nội kình 16 đời đệ tử Tiêu Dao phái, chỉ riêng võ công truyền thụ cho hắn, cũng đã là tuyệt học cực kỳ khó gặp. Lại nhớ tới chuyện lão phó thác trước khi lâm chung, Lăng Phong trong lòng không khỏi bi ai, nhất thời kêu gào khóc lớn. Qua hồi lâu, Lăng Phong mới quỳ xuống đất, hướng về di thể Tiêu Dao Vương lạy vài cái, lặng lẽ cầu nguyện, nghĩ tới chuyện này không thể công khai, vì thế châm lửa hỏa thiêu thi thể Tiêu Dao Vương. Sư phụ, người trong mật thất giam cầm 16 năm, đệ tử phải mang người đi gặp sư nương, xin thứ cho đệ tử bất hiếu. Đợi thi thể Tiêu Dao Vương hỏa táng xong, Lăng Phong mới tìm mộ cái hũ nhỏ, đựng cho cốt của lão vào trong. Lăng Phong ở trong mật thất quanh quẩn một vòng, đột nhiên hiểu được nhiều chuyện. Đầu tiên, hắn biết tại sao nước ao lại không theo tiểu động kia chảy vào đây. Thì ra tất cả nguyên nhân đều là do hạt châu đang phát ra ánh sáng vàng trong thạch thất, viên châu này chính là tị thủy châu trong truyền thuyết. Trên đời lại có hạt châu thần kỳ như vậy, khiến cho người ta thực không dám tin. Tiếp theo, Lăng Phong đến bên hài cốt của Bạch Thanh Tùng thì lại phát hiện một khối long phượng ngọc bội, phỏng chừng là vật bên mình lão. Đồng thời còn có một thanh chủy thủ, bên trên khảm 7 viên bảo thạch màu sắc không giống nhau, có lẽ cũng là vật phẩm cực kỳ chân quý của Hoa Sơn phái. Lăng Phong đem tất cả những thứ này cất vào ngực, nói không chừng ngày sau còn có thể dùng để câu thông sư nương. Dù sao Bạch Thanh Tùng cũng là cha của nàng. Về phần điển tịch võ công trong mật thất, theo như lời Tiêu Dao Vương nói, đều là võ công tinh diệu của các môn phái, như là Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh, Tẩy Tủy Kinh, Võ Đăng Thái Cực Tâm Pháp, Cái Bang Trấn Phái Chi Bảo Hàng Long Thập Bát Trưởng lại càng không thể thiếu. Lăng Phong đã xem là nhớ, lướt qua một lượt, nhận thấy những võ công này cùng võ công Tiêu Dao phái khi đánh ra, quả thực uy lực khác xa nhau, bởi vậy cũng không mang đi, mà gộp chung đốt hết. Lăng Phong nhận ra lúc này đã là hừng đông, không thuận tiện để mình ra ngoài, vạn nhất bị đệ tử Hoa Sơn phát hiện, mình lại không thể thanh minh. Dù sao hắn cũng không muốn người ta biết được chuyện đã nhận Tiêu Dao Vương làm sư phụ. Vì vậy Lăng Phong nhàn rỗi liền tại đáy hồ luyện tập Tiêu Dao tâm pháp, ngồi xuống vận hành tâm quyết, tâm niệm vừa động, Tiêu Dao tâm kinh đã tự hành vận chuyển. Căn bản không cần hắn phải dẫn đạo, tốc độ vận hành lại nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Lăng Phong.
thần thức tùy công vận chuyển, Lăng Phong cảm thấy kinh mạch bành trướng không ngừng. Vốn chỉ là dòng suối nhỏ lúc này đã biển thành biển rộng, con đường nhỏ vốn chỉ đủ một chiếc xe ngựa chay qua nay đã mở rộng đủ cả ba xe cùng qua một lúc. Bên ngoài kinh mạch hiện lên ngân quang nhàn nhạt, hơn nữa khắp nơi đều rải rác kình khí màu bạc. Loại biến hóa này khiến Lăng Phong hiểu rõ năng lực bản thân. Bất quá nói lại, mặc dù hắn đã đạt tới cảnh giới thiên tiên, thế nhưng vẫn chưa thể phát huy hết uy lực, đạo lý giống như một tiểu hài tử có ngàn vạn tài sản mà không biết dùng vậy. Thế nhưng bởi vì Lăng Phong kinh mạch bị bành trướng, tiềm lực vô hạn, luyện võ như là làm chơi ăn thật. Huống hồ trong cơ thể hắn còn ẩn chứa tiềm lực chân nguyên của 16 đời trưởng môn Tiêu Dao phái, chỉ cần hắn có thể dung hợp thì chẳng khác nào ngồi hưởng công lực của 16 người. Hơn nữa tu vi bản thân Lăng Phong, tin rằng cũng sẽ trở thành cao thủ nhất đẳng võ lâm, không, phải là thiên hạ đệ nhất, nhân. Nếu lại phối hợp tu luyện cùng ngự nữ tâm kinh, nội công nhất định tăng tiến, thậm chí một ngày đi ngàn dặm. Bởi vì công lực mạnh thêm, Lăng Phong bề ngoài cũng biến đổi rất nhiều. Người cao hơn không nói, thân thể vốn yếu nhược này đã thành cường tráng, hai mắt thỉnh thoảng còn lộ ra tinh quang. Đợi tới khi trời tối đen, Lăng Phong qua xúc giác xác định xung quanh ao không còn ai, mới lặng lẽ ra khỏi thủy động. Lúc ra cũng đã đem theo tị thủy châu, vì vậy nước ao lập tức tràn vào, lấp đầy thủy động, không để lại dấu vết gì. Tới lúc ra khỏi đáy ao, Lăng Phong đã ở trong thủy động một ngày một đêm bởi vì tu luyện Tiêu Dao tâm kinh. Cho nên khí lực trong cơ thể dồi dào, thật muốn gào lên một tiếng để phát tiết, thế nhưng bây giờ không thể làm như vậy. Hắn mang theo cho cốt sư phụ Tiêu Dao Vương tới Tư Quá Nhai, tìm một chỗ cất kỹ. Sư phụ, đồ nhi trước tiên an trí người trên núi này, đợi khi nào đệ tử Hạ Sơn trở về Tô Châu, nhất định đưa người tới gặp sư nương. Nói rồi, lại tìm một khối đá chặn lên cái hũ. Lăng Phong cố ý tìm một sơn động trên Tư Quá Nhai, đột nhiên gào to một tiếng. Lập tức thấy Hoa Sơn đệ tử đang tuần tra chạy lại. Lăng Phong mất tích một ngày một đêm, khiến phái Hoa Sơn trên dưới vô cùng khẩn trương, nhất là sư nương cùng Tạ Lâm Lan, tìm kiếm hắn giống như phát điên, chỉ sợ hắn xảy ra chuyện gì. Sư đệ, ngươi sao lại ở chỗ này? Đệ tử tuần tra nghe tiếng chạy tới, kinh ngạc nhìn Lăng Phong hỏi. Lăng Phong đã sớm chuẩn bị lý do trả lời, hai ngày nay đệ trong lòng áp ức, cho nên mới tới nơi này diện bích tư quá, vừa rồi không chú ý, đã quấy rầy các vị sư huynh. Một người trong số đệ tử nói, Lăng sư đệ, hai ngày không thấy ngươi, sư nương đều lo lắng không thôi, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Lệnh chúng ta tìm kiếm xung quanh, không ngờ ngươi lại ở chỗ này diện bích. Khi Tạ Lâm Lan nghe nói đã tìm được Lăng Phong, thì lập tức vội vã chạy tới, khiến cho Lăng Phong cảm động không thôi. Không ngờ thời gian một ngày đêm ngắn ngủi, nàng đã trở nên tiều tụy hơn rất nhiều, hai mắt vẫn còn rất đỏ. Có thể thấy nàng cả đêm lo lắng, còn len lén khóc thầm, không cần nói, chỉ bằng vào điểm này, Lăng Phong đã cảm thấy vô cùng tự hào rồi. Chương 20, dâm tặc bước đầu tiên. Lăng Phong rốt cục cũng nằm trên chiếc giường của mình, chuyện hắn gặp được kỳ ngộ dưới đáy ao không hề có sơ hở gì để người khác biết. Sau khi nước ao lấp đầy mật thất dưới đáy, cũng đã không còn lưu lại dấu vết gì. Lúc này cần nhất là dự tính chuyện tương lai cho tốt, dù sao bây giờ cũng không còn giống trước kia. Trước đây bởi vì võ công thấp kém, Lăng Phong ở tại Hoa Sơn một ngày chỉ biết một ngày, không nghĩ hoặc không dám nghĩ tới làm chuyện gì khác. Bây giờ không còn như trước, khi từ đáy hồ trở ra, Lăng Phong biết mình đã hơn trước rất nhiều, làm sao để vận dụng võ công quyền cước trên giang hồ đại triển. Một phen, đó mới là việc cấp thiết phải làm. Nhưng võ công của mình rốt cuộc cao bao nhiêu, Lăng Phong tự mình vẫn còn không rõ. Lăng Phong tính toán, hoàn thành di chí của Tiêu Dao Vương, mình nhất định phải làm, ngoài chuyện đó ra thì còn gì. Mình chẳng lẽ thật sự giống như lời Tiêu Dao Vương nói, trở thành đệ nhất dâm tặc nghìn năm có một. Mặc dù Tiêu Dao Vương truyền thụ cho mình võ công, nhưng hắn lại không có truyền thụ bản lãnh thâu hương thiết ngọc, chuyện này khiến cho Lăng Phong cảm thấy khó xử. Nếu như muốn thu thập tất cả mỹ nữ thiên hạ, đó tuyệt đối là một nhiệm vụ khó khăn, có thể làm được hay không còn chưa biết. Làm không tốt chẳng những không được mỹ nữ, mà có khi còn trở thành công địch võ lâm, sau đó bị tinh anh thiên hạ truy sát. Giống như tất cả đệ tử Tiêu Dao phái bị chính phái sỉ nhục, còn như có kết cục giống Tiêu Dao Vương hay không, chỉ có trời mới biết. Nếu sanh tại loạn thế, có lẽ mình còn có cơ hội thi triển quyền cước, chỉ là bây giờ thiên hạ thái bình,
không chiến tranh không loạn lạc. Mà giang hồ võ lâm nhân sĩ tranh đấu, tuy nói thường có tử thương, thế nhưng như thế cũng không đủ để trở thành đại anh hùng. Loạn thế xuất anh hùng, chỉ có giữa phong vân biến hóa, ngập tràn tranh đấu cùng cừu sát mới có khả năng làm nên võ lâm thần thoại. Bất quá Lăng Phong tự mình cũng không biết, hiện tại giang hồ bề ngoài là gió êm sóng lặng, nhưng thật ra lại ẩn chứa ba đào mãnh liệt. Các thế lực lớn ân oán lâu dài, tranh chấp lợi ích, tùy thời có thể bộc phát, có chăng chỉ là thiếu một ngòi nổ mà thôi. Ma giáo 15 năm trước bị các thế lực lớn liên thủ đánh tan đã khơi lại từ đống cho tàn, vây cánh ngày càng đầy đặn. Lúc này hành động càng lộ rõ, rải rác khắp nơi. Giang hồ vốn đã hỗn loạn lại thêm việc này, tương lai không khỏi khiến người ta lo lắng. Cho nên có thể nói sự bình yên lúc này chính là sự tĩnh lặng trước cơn bão vũ. Lăng Phong xuất thân con nhà phú gia, nào đâu biết được giang hồ hiểm ác, bất quá Hoa Sơn có bao nhiêu hung hiểm, hắn lại rất rõ ràng. Ít nhất trong ba vị sư huynh, không có ai là ưa thích mình, nếu không đem mình thu thập, đã là nhân từ rất lớn của bọn họ rồi. Muốn làm thiên cổ đệ nhất dâm tặc, bước đầu tiên chính là phải luyện võ cho tốt, để có thể tự bảo vệ mình. Nếu muốn trụ lại Hoa Sơn, quan trọng nhất vẫn là võ công, không có thực lực thì đừng mong nói đến chuyện khác. Ban ngày Lăng Phong bắt buộc phải cùng các đệ tử Hoa Sơn khác luyện tập, hắn không thể làm gì khác hơn là mỗi đêm tới Tư Quá Nhai tiến hành khắc khổ tu luyện. Tiêu Giao Vương nói rằng khi tự mình tu luyện Tiêu Giao Ngự Nữ Tâm Kinh, tiểu đệ đệ sẽ xuất hiện thất tinh ngọc châu tráng lệ, thế nhưng quan sát mấy ngày qua cũng không có phát hiện gì, ngoại trừ có thể lớn có thể nhỏ, thu phóng tự nhiên, còn thì đừng nói đến thất tinh ngọc châu, ngay cả một hạt cát cũng không có thấy. Chẳng lẽ chỉ có khi chính thức hợp hoan mới có thể hiện ra thất tinh ngọc châu? Đối với thất tinh Ngọc Châu, Lăng Phong có chút chờ mong. Bất quá, tiểu đệ đệ có thể lớn có thể nhỏ, đã khiến Lăng Phong rất hài lòng rồi. Phải biết rằng tới lúc này, có thể thô lớn như cổ tay mình, đã là hết sức dọa người rồi. May mà mình còn có thể khống chế lớn nhỏ, bằng không cứ lớn như vậy, thử hỏi thiên hạ này có mỹ nữ nào chịu nổi. Lăng Phong mỗi đêm tại Tư Quá Nhai luyện công, rất nhanh đã khiến cho Tạ Lâm Lan chú ý, thì ra sau lần Lăng Phong mất tích, Tạ Lâm Lan đã để ý tới hành động của hắn. Nàng cảm thấy Lăng Phong nhất định có chuyện gì đó gạt mọi người, nhất là khi nàng phát hiện thân thể Lăng Phong có biến đổi rất lớn, y phục đều không còn vừa người nữa. Tại sao chỉ vài ngày ngắn ngủi mà lại phát sinh biến hóa to lớn như thế? Vì vậy nàng cứ âm thầm dò xét. Lúc ban ngày Lăng Phong vẫn cần cù chăm chỉ luyện công, không có một chút sơ hở, thế nhưng đêm đến, Tạ Lâm Lan đắn đo suy nghĩ, cảm thấy không yên lòng. Vì vậy rời giường đứng dậy, muốn tới xem Lăng Phong đã ngủ chưa, không ngờ lại thấy hắn đang lén lén lút lút từ phòng mình đi ra. Hoa Sơn đệ tử đích truyền mỗi người đều có một phòng riêng, hơn nữa lại độc lập ở trước hậu viên, khoảng cách đối với nơi ở của các đệ tử khác là rất lớn. Phía sau nơi ở của đệ tử đích truyền chính là Hoa Sơn hậu viên, cũng là nơi sư phụ sư nương bình thường không cho phép đệ tử đi vào. Bởi vậy nơi đây trở thành độc lập, rất dễ tự do ra vào. Tạ Lâm Lam thấy Lăng Phong từ trong phòng đi ra, vì vậy lén bám theo phía sau. Nếu như đổi lại là ngày thường, Lăng Phong tuyệt nhiên không thể phát hiện, thế nhưng sau khi luyện Tiêu Giao Tâm Pháp, hắn đối với phạm vi một dặm quanh mình thì rõ như lòng bàn tay, cho nên khi biết có người theo dõi, liền bước chậm lại, thong thả tiến về sơn động trên Tư Quá Nhai. Đầu tiên hắn ngồi xuống, ôn lại một lần Tiêu Giao Tâm Pháp, sau đó lại cố ý luyện tập Hoa Sơn Kiếm Pháp, thật ra đây là để cho Tạ Lâm Lan đang theo dõi trông thấy. Tạ Lâm Lan thấy Lăng Phong nửa đêm còn lên núi luyện võ, trong lòng tràn ngập cảm động, để cho hắn múa kiếm như vậy một lúc, nàng mới từ bên ngoài tiến vào. Ai đó? Lăng Phong thu kiếm giả bộ hỏi. Tạ Lâm Lan thấy hắn mồ hôi đầm đìa, liền đưa qua chiếc khăn tay của mình, nói, sư đệ, đã trễ thế này, ngươi tại sao lại không ở phòng nghỉ? Lăng Phong nhận lấy chiếc khăn tay thơm ngát, trong lòng một trận hoan hỉ, nói, Tạ sư tỷ, ta luyện công. Tạ Lâm Lan gật đầu nói, ta biết rồi, nhưng ngươi phải biết dục tốc bất đạt, ngươi khổ cực như vậy, ta thật lo lắng thân thể ngươi sẽ không chịu được. Lăng Phong đáp, Tạ sư tỷ, có thể tỷ không hiểu được cảm thụ của ta. Sư huynh, sư tỷ đều là từ nhỏ lớn lên ở Hoa Sơn, các người căn cơ cơ bản đã tốt, hơn nữa lại tu luyện cả chục năm, đều, học đã có thành. Nhưng sư đệ ta vừa mới tới, nếu không chịu cố gắng, chỉ sợ học đến già cũng không có thành tựu gì. Ta rốt cục cũng không thể để sư phụ, sư nương mất thể diện được. Tạ Lâm Lan cảm động nói,
Sư đệ, ta biết ngươi có tâm cầu học, thế nhưng võ công không thể vội vã được, tựa như vừa rồi ngươi luyện chiêu Trường Hà Quán Nhật. Quan trọng nhất là cử động phải nhẹ nhàng thanh thoát, xuyên suốt liên tục, hơi thở điều hòa, tinh thần nội liễm, không được thiếu sót, không được ngưng trệ, không được gián đoạn. Khí phát ra từ chân chi phối đến hông rồi biểu hiện ra ngón tay, truyền từ lòng bàn chân đến đùi rồi lên eo, như vậy mới có thể một hơi mà thành, phát huy uy lực lớn nhất của kiếm chiêu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ cần khổ luyện là có thể đạt được ý cảnh như lời ta nói ư? Hoa Sơn kiếm pháp nhiều khi là xem trọng ngộ tính, không phải chỉ khắc khổ cố gắng là có thể có thành quả. Lăng Phong nói, sư tỷ, thật ra ta nói không rõ, cảm thụ của ta chính là trong lòng khó chịu, ta muốn chứng minh cho mọi người thấy. Lăng Phong, ta không phải là công tử bột, ta tới Hoa Sơn không phải chỉ để cưới lão bà, ta thật sự là vì học tập võ nghệ mà tới. Người khác có thể làm được, ta cũng có thể làm được, ta muốn mình chính là nam tử Hán đỉnh thiên lập địa. Tạ Lâm Lan nghe được Lăng Phong nói, cả người đều lộ vẻ xúc động, nói thật, Lăng Phong thực sự đã lớn. Không còn là một tiểu hài đồng trong mắt mọi người nữa, mà đã trở thành một nam tử khôi ngô mê người. Sư đệ, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ học có thành tựu. Lăng Phong cao hứng nói, sư tỷ, chi bằng ta cho tỷ xem một chút gần đây ta luyện tập Hoa Sơn kiếm pháp như thế nào. Được Tạ Lâm Lan vui vẻ đáp ứng. Lăng Phong lúc này huy vũ kiếm chiêu, thi triển một bộ Hoa Sơn kiếm pháp, chính là kiếm pháp lúc trước kế mẫu chỉ dạy, trước đây không hiểu được chỗ tinh túy của nó. Nhưng sau khi luyện Tiêu Dao Tâm Kinh, Lăng Phong đã hoàn toàn đạt tới cảnh giới thủ trung vô kiếm, tâm trung hữu kiếm, vô kiếm thắng hữu kiếm. Lăng Phong thuận tay vung lên, ngân kiếm tạo thành lớp lớp ngân quang, lập tức từ xung quanh người hắn lan rộng ra. Kiếm quang lấp lánh như ánh trăng trên mặt nước, Lăng Phong ở giữa bay múa, tựa như tiên cảnh mê người, Tạ Lâm Lan nhìn thấy, trong lòng không khỏi say mê. Khi Lăng Phong thu kiếm bước tới trước mặt Tạ Lâm Lan, nàng nhịn không được khen ngợi, sư đệ, chẳng ngờ ngươi lại tiến bộ thần tốc như thế, thật đúng là thiên tài võ học. Tạ sư tỷ, mấy tháng nay ta đều là gánh nước bổ củi, ngoại trừ thỉnh thoảng tu luyện một chút tâm pháp, căn bản không có luyện qua kiếm pháp. Ta vừa rồi thi triển kiếm chiêu chính là do ngày trước kế mẫu dạy. Cho nên mỗi tối ta chỉ có thể tới sơn động trên Tư Quá Nhai, lén xem các thức các thế Hoa Sơn kiếm pháp được các vị tiền bối ngày trước lưu lại. Lăng Phong vì để che giấu việc mỗi đêm tu luyện tiêu Dao kiếm pháp mà tìm lấy một lý do vừa thích hợp lại vừa có lợi cho mình. Tạ Lâm Lan nói, ta có nói sẽ dạy ngươi võ công, vốn định chờ qua 3 tháng để căn cơ của ngươi vững vàng, lúc đó sẽ bắt đầu truyền thụ, bây giờ xem ra không cần phải đợi nữa. Lăng Phong nghe sư tỷ nói có thể cùng mình luyện công thì vô cùng cao hứng, sư tỷ, chi bằng bây giờ tỷ dạy cho ta mấy chiêu nhé. Tạ Lâm Lan mỉm cười nói, cũng được, ngươi nhìn cho kỹ. Nói rồi bắt đầu thi triển chiêu thứ nhất Thanh Điểm Thúy Tùng, chỉ thấy nàng thân trên khẽ lệch, huy kiếm phóng ra, phiêu lượng như tiên nữ, mũi kiếm điểm tới một tảng đá nhỏ bên cạnh. Tiếp theo là chiêu thứ hai Nghệ Xạ Cửu Nhật. Mặc dù Lăng Phong đối với kiếm chiêu này không cần học tập, nhưng hắn vẫn có lòng thưởng thức, chủ yếu là để ngắm Tạ Lâm Lan múa kiếm, khi đó trông nàng thật đẹp. Các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Kiều Kiều Sư Nương của tác giả Thanh Trà Đạm Phạn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.